Xin chào quý thính giả đang nghe chuyện 2198, hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Đệ tử của ta tất cả đều là đại đế chi tư, tác giả Việt Nhượng Ngã Thông Tiêu, kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé, nếu ai ủng hộ kênh để kênh phát triển tốt hơn thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 71, Không luyện chi địa. Tàng Đạo Thư Viện Tổng Viện ở vào trung vực Tàng Đạo Sơn, mà Tàng Đạo Sơn tương truyền là tại thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay. Trong truyền thuyết, Tàng Đạo Sơn bên trong bốn phía ẩn chứa ý cảnh, chỉ cần cơ duyên đầy đủ liền có thể lĩnh hội. Mà Tàng Đạo Thư Viện đời thứ nhất viện trưởng chính là tại Tàng Đạo Sơn chúng được đạo, nhất cử từ trung vực hoành không xuất thế, từ đó sáng lập Tàng Đạo Thư Viện. Cùng Diệp Thu Bạch cùng một chỗ đến còn có Bắc vực Kiếm Chiêu Miện, Đông vực Thạch Sinh cùng Tây vực Trương Hách. Bốn người lại lần nữa tề tụ. Kiếm Chiêu Miện nhìn về phía Diệp Thu Bạch, nói, khí hải cảnh rồi, đến lúc đó so tài nữa một chút. Bây giờ, Kiếm Chiêu Miện cũng triệt để lĩnh ngộ kiếm ý, càng là đạt đến khí hải cảnh hậu kỳ, tự nhiên muốn cùng Diệp Thu Bạch luận bàn một phen. Diệp Thu Bạch gật đầu cười. Thạch Sinh ở một bên cười nói, đều khí hải cảnh, chúng ta đoán chừng càng thêm không phải là đối thủ của ngươi. Trương Hách vẫn như cũ là cười tủm tỉm, không nói gì. Bất quá từ lần đó bốn vực giao lưu về sau, khí tức càng thêm nội liễm. Lúc này, tại phía trước, có một nam tử đi tới. Nam tử thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía bốn người, nói, phân viện tới. Đi theo ta đi. Giọng nói vô cùng đạm mạc. Bốn người cũng không có để ý. Đi theo nam tử đi ra phía trước. Nam tử vừa đi, một bên nói ra, tại tổng viện, quy củ khả năng cùng các ngươi bên kia không giống. Các ngươi phải chú ý, tổng viện bên trong có hai nơi cấm địa là không có cho phép tuyệt đối không thể tiến vào. Cái thứ nhất, chính là Tổ Sơn, chính là các thái thượng trưởng lão thanh tu chi địa. Cái thứ hai, chính là Cầu Đạo Sơn, nơi đây chỉ có điểm tích lũy đầy đủ mới có thể tiến vào. Thạch Sinh hiếu kỳ hỏi, Cầu Đạo Sơn là địa phương nào? Nam tử liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ có chút không kiên nhẫn, giải thích nói, Cầu Đạo Sơn chính là cầu tiên vấn đạo chi địa, đột phá càn nguyên cảnh về sau, liền có thể ở trong đó cảm thụ đạo ý. Càng nhiều, ta cũng không rõ ràng. Nghe vậy, Thạch Sinh bọn người hơi kinh ngạc. Ý cảnh, có thể trên phạm vi lớn tăng cường một người chiến lực. Tỷ như Diệp Thu Bạch cùng Kiếm Chiêu Miện kiếm ý. Loại này đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chi vật. Mà tại Cầu Đạo Sơn bên trong, liền có cơ hội cảm ngộ. Thạch Sinh trong lòng cảm khái. Không hổ là trung vực tổng viện, nội tình thâm hậu như thế. Nam tử tiếp tục nói ra, tiếp xuống, các ngươi có thể lựa chọn các đường khẩu gia nhập. Ngoại trừ luận đạo, còn có ba khu thí luyện chi địa. Phân biệt luyện thần, luyện thể, bách luyện. Luyện thần chính là luyện hồn phách, luyện thể thì là rèn luyện nhục thân, bách luyện chi địa thì là thực chiến chi địa. Đồng thời, thí luyện chi địa đều sẽ có một cái bảng danh sách, 10 vị trí đầu có thể đạt được điểm tích lũy. Đạt được điểm tích lũy, liền có thể đổi lấy vật phẩm, cũng có thể đổi lấy tiến vào Cầu Đạo Sơn cơ hội. Nói, liền tới đến trụ sở. Kiếm Chiêu Miện cùng Diệp Thu Bạch động phủ gần, lệ thuộc kiếm đường. Thạch Sinh cùng Trương Hách thì là tại võ đường. Mấy người chỉnh đốn một phen, liền tụ tập ở cùng nhau. Thạch Sinh nhìn về phía Diệp Thu Bạch hai người nói, ta cùng Trương Hách chuẩn bị đi trước nhìn xem kia luyện thể chi địa, hai người các ngươi đâu? Diệp Thu Bạch cùng Kiếm Chiêu Miện liếc nhau. Kiếm Chiêu Miện nói, ta chuẩn bị đi bách luyện chi địa, Diệp huynh, cùng một chỗ. Diệp Thu Bạch nhẹ gật đầu, hắn cũng đang có ý này. Ngay sau đó, Kiếm Chiêu Miện rút kiếm ra, cười nói, trước khi đi trước luận bàn một chút. Ta muốn thấy nhìn bây giờ ta và ngươi có bao nhiêu chênh lệch. Diệp Thu Bạch nhẹ gật đầu, lấy ra kiếm gỗ. Thạch Sinh cùng Trương Hách tự giác lui ra phía sau. Kiếm Chiêu Miện hai mắt nhíu lại, liền cầm kiếm hướng phía Diệp Thu Bạch chém tới. Kiếm ý cũng là tràn ngập tại mảnh này động phủ. Bây giờ, Kiếm Chiêu Miện kiếm ý không giống ngày xưa có thể nói, cùng lúc trước so sánh, phải cường đại quá nhiều. Khí hải cảnh hậu kỳ thực lực cũng là triển lộ không thể nghi ngờ. Dù sao, đối mặt Diệp Thu Bạch, không thể lẽ thường độ chi. Thạch Sinh nhìn xem một màn này, không khỏi thở dài, Kiếm Chiêu Miện thực lực của người này lại tinh tiến không ít, chỉ sợ hiện tại ta đã không tiếp nổi hắn một kiếm. Trương Hách vẫn như cũ treo tiếu dung, nói, ta Phật môn kim cương thể, đoán chừng cũng vô pháp chọi cứng một kiếm này. Diệp Thu Bạch thấy thế, sắc mặt cũng không hề biến hóa, trên một kiếm, kiếm ý bốc lên. Lập tức huy kiếm chém ra, kiếm ý hóa thành từng sợi kiếm mang, chém về phía Kiếm Chiêu Miện kiếm ý. Nhìn qua tựa như thường thường không có gì lạ, nhưng là trong đó ẩn chứa sắc bén chi ý, cho dù ai đều sẽ cảm thấy kinh hãi không thôi. Kiếm Chiêu Miện chính là như thế, cảm nhận được trong đó sắc bén kiếm ý, sắc mặt có chút biến hóa. Lập tức vẫn như cũ không tránh không né, chém quá khứ.
kiếm ý cùng kiếm ý ở giữa va chạm. Thế nhưng là, kiếm chiêu miệng kiếm ý lại giống như gỗ mục, không chịu nổi một kích. Bị Diệp Thu Bạch sắc bén kiếm ý trực tiếp chảm phá. Kiếm chiêu miệng có chút lui ra phía sau, Diệp Thu Bạch cũng kịp thời thu tay lại. Gặp đây, kiếm chiêu miệng cười khổ nói, ta vốn cho rằng lĩnh ngộ kiếm ý, bước vào khí hải cảnh hậu kỳ, liền có thể cùng ngươi rút ngắn chênh lệch, không nghĩ tới lại là càng lúc càng lớn. Kiếm chiêu miệng tại tiến bộ đồng thời, Diệp Thu Bạch tiến bộ lớn hơn. Mà lại, bây giờ Diệp Thu Bạch kiếm ý sớm cũng đã đạt đến đại kiếm sư tình trạng, lại không phải kiếm chiêu miệng cái này mới nhập môn kiếm ý có thể so sánh. Thạch Sinh cảm khái nói, ai có thể nghĩ tới, lúc trước chúng ta chỗ xem thường nam vực, vậy mà ra Diệp huynh bực này kinh tài tuyệt diễm hạng người. Trương Hách cũng là đồng ý gật đầu, nói, ngược lại là thật muốn gặp một lần Diệp huynh sư tôn, đến cùng là người phương nào có thể điều giáo ra Diệp huynh bực này đệ tử ưu tú. Nghe vậy, Diệp Thu Bạch cười cười, nói, sư tôn ta, nhìn qua không có việc gì, bất quá bản sự lại là ta gặp qua cao cấp nhất người, không có cái thứ hai. Kia đến lúc đó Diệp huynh muốn vì chúng ta dẫn tiến một chút a. Cái này cần nhìn sư tôn tâm tình. Được rồi, đi thôi, đi nhìn một cái kia thí luyện chi địa, nhìn xem tổng viện nhân tài đến cùng có gì chỗ xuất sắc. Nói xong, Thạch Sinh cùng Trương Hách đi đến luyện thể chi địa, mà kiếm chiêu miệng liền theo Diệp Thu Bạch đi tới bách luyện chi địa. Bách luyện chi địa, ở vào một chỗ trong núi khe nứt. Tại khe nứt chung quanh, có không ít đệ tử ở đây ngừng chân quan sát. Bọn hắn nhìn chính là phía trước một chỗ hắc sắc thạch bia. Trên tấm bia đá, khắc lấy 10 cái danh tự, hiển nhiên, đây chính là cái gọi là thứ hạng. Hạng nhất, khắc lấy Quản Tông Ngôn 3 chữ. Tại Quản Tông Ngôn danh tự đằng sau, khắc lấy thứ 47 tầng. Cái này thứ 47 tầng, là có ý gì? Kiếm chiêu miệng nghi ngờ nói. Bên cạnh có người nghe được, ra ngoài nhiệt tâm, vẫn là giải thích nói, đệ tử mới A. Nơi đây bách luyện chi địa, chia làm 50 tầng, càng hướng xuống, trong đó xuất hiện ma thú thực lực càng cao. Bên cạnh lại có người nói ra, sau 3 tầng đã trăm năm không người đặt chân, không biết quản sư huynh có khả năng hay không. Bất quá các ngươi nếu là đệ tử mới, kia tốt nhất vẫn là tới trước 5 vị trí đầu tầng tu luyện, 5 tầng về sau, ma thú thực lực liền sẽ rất mạnh, lượng sức mà đi. Kiếm chiêu miệng gật đầu cười, cảm tạ. Nói xong, hai người nhìn nhau, liền hướng phía khe nứt đi đến. Chương 72, một người độc chiến. Bách luyện chi địa bên trong, chia làm 50 tầng. Mà cái này 50 tầng bên trong, ma thú trải rộng. 5 vị trí đầu tầng ma thú, đều là tử phủ cảnh. Muốn đi vào tầng thứ 6, liền nhất định phải đánh bại tử phủ cảnh đỉnh phong thủ vệ. Trước 5 tầng chính là như thế cường đại, như vậy về sau ma thú, sẽ đạt tới loại trình độ nào? Diệp Thu Bạch cùng kiếm chiêu miệng bây giờ nhảy vào khe nứt. Đi vào tầng thứ nhất ở trong, cũng không biết nơi này là người vì mở, vẫn là tự nhiên hình thành. Tầng thứ nhất này, chính là từ trong vách núi treo leo, có một tảng đá lớn lồi ra, mà tại cự thạch phía trên, trải rộng nham thạch, như là nham thạch rừng cây. Thời khắc này tầng thứ nhất bên trong, nhân số cũng không phải là đặc biệt nhiều. Hiển nhiên, tại tổng viện, tầng thứ nhất còn chưa đủ lấy vây khốn những người khác. Kiếm chiêu miệng nhìn về phía Diệp Thu Bạch, cười nói, nếu không so tài một chút ai hạ số tầng càng nhiều. Diệp Thu Bạch nhún vai, không có vấn đề nói, có thể. Nói xong, hai người liền hướng phía trước chạy đi. Nơi này ma thú, phần lớn là tử phủ cảnh sơ kỳ. Căn bản là không có cách ngăn cản hai người bộ pháp, một đạo kiếm khí quá khứ, liền có thể quét ngang một mảnh. Người chung quanh gặp, không khỏi nhìn về phía Diệp Thu Bạch bọn người một phương. Hai người kia là người mới, làm sao chưa thấy qua? Đoán chừng là đi, bất quá lần này đệ tử mới có mạnh như vậy sao? Hai người một đường quét ngang, xâm nhập tầng thứ 2, lập tức, tầng thứ 3, tầng thứ 4, cho đến tầng thứ 5 một chỗ cửa hang. Chỉ cần xuyên qua cái này cửa hang, liền có thể tiến vào tầng thứ 6. Mà giờ khắc này, tại trước cửa hang, có một trưởng lão ngồi ở chỗ này. Các ngươi ai tới trước? Muốn thông qua cửa hang, liền nhất định phải chiến thắng một đầu tử phủ cảnh đỉnh phong ma thú. Kiếm chiêu miệng tiến lên một bước. Trưởng lão thấy thế, một đạo lệnh bài lấy ra, tại kia cửa hang chỗ sâu. Đúng là có một đầu màu đen hùng sư chậm rãi đi ra. Đối kiếm chiêu miệng gầm lên giận dữ, đúng là một trận sóng âm hướng phía kiếm chiêu miệng quét sạch mà đi. Kiếm chiêu miệng không tránh không né, đúng là trọi cứng lấy sóng âm, hướng phía màu đen hùng sư một kiếm chém ra. Kiếm mang hóa thành từng chuôi trường kiếm, không ngừng chém về phía hùng sư cái kia khổng lồ thân thể bên trên. Chỉ là trong chớp mắt, hùng sư trên thân thể liền hiện đầy huyết động. Tại một tiếng rú thảm bên trong, ngã xuống. Trưởng lão thấy thế, cũng không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc, lạnh nhạt gật đầu, được rồi, đi vào đi, kế tiếp tới. Kiếm chiêu miệng cũng không có đi vào, mà là chờ đợi Diệp Thu Bạch. Diệp Thu Bạch cầm trong tay kiếm gỗ, hướng phía trước đứng vững. Trưởng lão cũng lần nữa xuất ra lệnh bài,
chỗ cửa hang, lại lần nữa có một con tử phủ cảnh đỉnh phong ma thú xông ra. Diệp Thu Bạch tiến lên trước một bước, bước chân rơi xuống đất. Lập tức, một cỗ kiếm khí bắn ra, trực tiếp xuyên thấu ma thú mi tâm. Ma thú hai con người đã mất đi tiêu cự, đang phi nước đại quá trình bên trong rơi đập trên mặt đất. Không tệ, đi vào đi. Trưởng lão thấy thế, khẽ gật đầu, quay người ngồi xuống trên ghế. Hai người đối trưởng lão có chút khom người, liền đi vào cửa hang ở trong. Cửa hang một mực hướng xuống. Tầng thứ 6, đã cơ hồ không có nguồn sáng, bị tầng nham thạch tầng bao trùm. Mà Diệp Thu Bạch cùng kiếm chiêu miệng tiếp tục quét ngang. Số tầng càng hướng xuống, ma thú thực lực cũng càng cao. Trong lúc này, Diệp Thu Bạch kinh nghiệm chiến đấu cũng càng ngày càng đủ, đối với thiên ma cửu kiếm trưởng khống độ cũng là càng ngày càng cao. Trong lúc đó, kiếm chiêu miệng cảm khái nói, cũng trách không được người khác nói tổng viện tài nguyên muốn tốt rất nhiều, chỉ là cái này bách luyện chi địa, liền không phải cái khác bốn vực phân viện có thể sánh được. Diệp Thu Bạch cũng nhẹ gật đầu, nơi đây đích thật là một cái cực tốt tôi luyện chi địa. Hai người không ngừng hướng xuống. Khi đi tới 31 tầng thời điểm, kiếm chiêu miệng ngừng lại. Nơi đây ma thú đã đạt đến khí hải cảnh hậu kỳ. Mà lại, nơi này ma thú cũng không còn là đơn thương độc mã, bọn hắn đã có linh trí, sẽ cộng đồng kháng địch. Ta là ở nơi này, Diệp huynh, ngươi hẳn là còn có thể hướng xuống a. Diệp Thu Bạch nhìn về phía trước cửa hang, khẽ gật đầu một cái. Hắn muốn biết, bây giờ mình cực hạn ở nơi nào. Một đường hướng xuống. Hai ngày quá khứ, Diệp Thu Bạch đã đi tới thứ 34 tầng. Lúc này, nơi này đã có nửa bước càn nguyên cảnh ma thú ẩn hiện. Ở chỗ này, Diệp Thu Bạch đã cảm giác được có chút cố hết sức. Trước đó chém giết Điền Bính thời điểm, dù sao cũng là mượn Thanh Vân kiếm, cùng Điền Bính tự thân khinh địch. Bây giờ, đối mặt nửa bước càn nguyên cảnh ma thú, Diệp Thu Bạch dù sao mới là khí hải cảnh sơ kỳ. Lúc này, có hai đầu nửa bước càn nguyên cảnh ma thú xuất hiện. Trong đó một con bộ dáng như trâu, đỉnh đầu bốn góc, lông tóc cực kỳ chi trưởng, như là choàng một kiện áo tơi. Mà đổi thành một con thì là báo thủ thân hổ, hai con răng nanh cực kỳ sắc bén. Mà cái này hai con ma thú, không một không khí tức cực kỳ cường đại. Diệp Thu Bạch không có lùi e sợ, trong tay kiếm gỗ sớm đã đổi thành ám ma kiếm, hướng phía hai đầu ma thú nghênh đón tiếp lấy. Mà giờ khắc này, chung quanh có trong học viện người, nhìn xem một màn này, đều là có chút kinh ngạc. Dù sao Diệp Thu Bạch chỉ là khí hải cảnh sơ kỳ. Giờ phút này lại một người độc chiến hai đầu nửa bước cả nguyên ma thú. Hai đầu ma thú phát ra gầm thét thanh âm, một trái một phải hướng phía Diệp Thu Bạch vọt tới. Trong lúc nhất thời, khí thế cực kỳ dọa người. Hai cỗ khổng lồ uy thế, trực tiếp ép hướng Diệp Thu Bạch. Diệp Thu Bạch không trốn không né, trong tay ám ma kiếm có ma khí phun ra ngoài. Kiếm mang quay chung quanh cái này quanh thân, kiếm ý càng là gào thét mà lên. Kiếm ý, không tệ à, có thể lĩnh ngộ kiếm ý, xem ra thiên phú không tồi. Trách không được như thế tự ngạo, dám khiêu chiến hai đầu nửa bước càn nguyên ma thú. Tại trung vực bên trong, lĩnh ngộ kiếm ý người mặc dù không nhiều, bất quá cũng chỉ là chỉ thế thôi. Bất quá, một màn kế tiếp, lại làm cho đám người giật mình. Diệp Thu Bạch hướng phía trước đạp mạnh, kiếm y hóa thành kiếm khí trường hà. Hướng phía hai đầu ma thú quét sạch mà đi, kiếm y hóa sông. Kiếm y đại thành, đại kiếm sư. Khí hải cảnh liền đạt đến đại kiếm sư tình trạng. Đám người nhao nhao vì thế mà choáng váng. Kiếm y đại thành người, tại trung vực cũng không có bao nhiêu. Huống chi, Diệp Thu Bạch vẫn chỉ là khí hải cảnh sơ kỳ. Giờ phút này, kiếm hà bên trong, mang theo đạo đạo kiếm khí trường kiếm, sắc bén vô cùng. Kích xạ mà đi. Hai đầu ma thú nhao nhao gầm thét, ngập trời khí thế bộc phát ra. Dường như đang đối kháng với kiếm hà. Diệp Thu Bạch cũng không có ngồi chờ chết, lấn người mà gần. Trong tay ám ma ẩm vang chém về phía bốn góc ngưu ma. Thiên ma cửu kiếm kiếm thứ 6. Thao thiên ma khí bộc phát, chấn nhiếp tâm linh. Bốn góc ngưu ma trong mắt xuất hiện một tia dao động. Nhưng chính là một sát na này dao động, bị Diệp Thu Bạch một kiếm đứng ở sừng bên trên. Lập tức, bốn góc trực tiếp đứt gãy tam giác. Bốn góc ngưu ma gào lên thê thảm, không ngừng lùi lại. Cùng lúc đó, Diệp Thu Bạch xoay người một cái, chém ngang mà ra. Kiếm khí dâng trào, hóa thành một đạo to lớn chảm kích, chém về phía hổ báo. Hổ báo gầm thét, mở ra huyết bồn đại khẩu. Kia hai con to lớn răng nanh cắn lấy kiếm mang phía trên. Hổ báo dựa vào sinh tồn vũ khí, chính là kia hai con to lớn răng nanh. Kiếm mang đúng là ẩm vang vỡ vụn, mà hổ báo cũng đúng là lui về phía sau mấy bước. Một màn này, để tất cả mọi người nhìn xem thần sắc giật mình. Khí hải cảnh sơ kỳ người, chiến hai đầu nửa bước càn nguyên cảnh ma thú, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Chương 73, bia đá nổi danh. Giờ phút này, bách luyện chi địa bên trong sự tích đã truyền ra ngoài. Giờ phút này, tại 34 tầng, có một kiếm tu lấy khí hải cảnh sơ kỳ,
độc chiến hai đầu nửa bước càn nguyên cảnh ma thú. Mà lại, kiếm ý đúng là đạt đến đại kiếm sư tình trạng. Cái này hiển nhiên để đám người cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đại điện bên trong, một trung niên nam tử nhìn về phía Tần Thiên Nam, cười nói, là mầm mống tốt, nếu không để hắn ngay tại tổng viện tu hành. Dù sao nơi này điều kiện càng tốt hơn. Tần Thiên Nam cười cười, nói, cái này chỉ sợ không phải ta có thể quyết định, Thu Bạch đoán chừng cũng sẽ không nguyện ý. Ồ, nam tử trung niên có chút kinh ngạc, nói, tổng viện bên trong, không chỉ có ba khu thí luyện chi địa, càng là có được cầu đạo sơn cùng các loại tài nguyên, ở chỗ này tu hành chỉ có chỗ tốt, hắn như thế nào không đồng ý. Không phải là ngươi không muốn thả người a? Tần Thiên Nam lắc đầu cười nói, cũng không phải là như thế, nếu như hắn không có sư tôn, chỉ sợ ta cũng sẽ khuyên hắn lưu tại nơi này, dù sao thiên phú quá tốt. Sư tôn? Nam tử trung niên nghi ngờ nói, hắn sư tôn là người phương nào? Chẳng lẽ lại cũng là trung vực, có thể dạy dỗ bực này đồ đệ? Chẳng lẽ lại là ẩn kiếm sơn bên trên người? Nghĩ tới đây, nam tử trung niên lập tức lắc đầu. Nếu như là ẩn kiếm sơn bên trên người, vì sao còn cần gia nhập tàng đạo thư viện? Nơi đó mới là thích hợp nhất kiếm tu địa phương, cũng là trung vực tất cả kiếm tu trong suy nghĩ thánh địa. Chẳng lẽ lại là cái nào đó ẩn thế kiếm tu? Nghe vậy, Tần Thiên Nam không khỏi cười ra tiếng. Ẩn thế? Cao nhân? Mặc dù Tần Thiên Nam không biết Lục Trường Sinh thực lực đến cùng như thế nào, bất quá liền bộ kia mỗi ngày nằm trên ghế lười dạng, thật không phù hợp ẩn thế kiếm tu bộ dáng. Nhìn xem Tần Thiên Nam kia một bộ muốn cười biểu lộ, nam tử trung niên có chút mộng bức. Đồng thời, tại một chỗ trong sân, một nữ tử ngồi tại trong đình viện. Một tịch tóc trắng tản mát tại đất, thân mang màu xanh da trời váy, không có chút nào tô điểm. Phảng phất một tơ một hào tô điểm đều là dư thừa. Lông mày giống như núi xa không tô lại mà lông mày, môi như bôi cát không điểm mà chu. Giống như thanh thủy phù dung. Lúc này, một cái thị nữ ở phía xa nói ra, tiểu thư, nghe nói trong học viện tới một cái kiếm tu. Thị nữ không phải là không muốn gần phía trước, mà là không dám. Tại nữ tử chung quanh, nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện khắp nơi đều kết đầy băng xương. Nếu như thực lực không đủ, tới gần nữ tử liền sẽ hóa thành băng điêu. Nữ tử môi son khẽ mở, thanh âm bên trong mang theo yếu đuối, để cho người ta trong lòng không khỏi phát lên dục vọng bảo vệ. Kiếm tu, thực lực như thế nào? Thị nữ nghĩ nghĩ, nói, ta giống như nghe bọn hắn nói, đã đạt đến đại kiếm sư tiêu chuẩn. Đại kiếm sư? Nữ tử nhẹ gật đầu, không còn có nói chuyện. Đối với nàng tới nói, tựa như vật gì đều đã không làm sao có hứng nổi. Thị nữ thấy thế, cũng là ánh mắt một trận ảm đạm. Tiểu thư cực kỳ hoạt bát, trong ngày thường đối xử mọi người lại hiền lành, nhưng chính là bởi vì cái này thể chất, không để cho nàng đến không lẻ loi một mình. Đồng thời, tại bách luyện chi địa bên ngoài, có không ít người đứng tại trước tấm bia đá. Kiếm kia tu đến tột cùng là người phương nào? Chúng ta thư viện khi nào có lợi hại như vậy kiếm tu? Liền ngay cả kiếm đường tôn sư huynh cũng mới đạt đến đại kiếm sư cảnh giới a. Có một nam tử, ánh mắt phức tạp, nói, hắn là nam vực phân biện người. Nếu như kiếm chiêu miệng bọn hắn tại cái này, nhất định có thể nhận ra, người này chính là cho bọn hắn dẫn đường nam tử. Nam vực phân biện. Có người kinh ngạc nói, nam vực không phải được xưng là mãng hoang chi địa sao? Vì sao lại có thiên phú cao như vậy kiếm tu? Ta ngược lại thật ra nghe nói qua bắc vực có một cái tên là kiếm chiêu miệng người, bị bên kia xưng là thế hệ trẻ tuổi kiếm thứ nhất tu. Nam tử lắc đầu nói, ta xem tư liệu, kia nam vực phân viện người gọi Diệp Thu Bạch, lúc trước, bừa bãi vô danh. Bất quá, tại bốn vực giao lưu thời điểm, hắn kiếm bại kiếm chiêu miện, thậm chí trợ hắn lĩnh ngộ kiếm ý. Đúng lúc này, có người chỉ hướng bia đá, hoảng sợ nói, mau nhìn. Đám người nhìn về phía bia đá, thần sắc đều là biến đổi. Lâu dài không có người xâm nhập bia đá, bây giờ bị một người cường thế sát nhập. Hạng 9, Diệp Thu Bạch, thứ 37 tầng. Trước đó hạng 9, leo lên đến 36 tầng. Bây giờ, Diệp Thu Bạch thay thế hắn thứ tự. Lúc này, kiếm chiêu miện thân hình có chút chật vật, từ trong liệt cốc đi ra. Kiếm chiêu miện tại thứ 30 tầng thời điểm, khiêu chiến cửa hang thủ vệ thời điểm lạc bại. Lập tức, gặp trước tấm bia đá vây lồng đại lượng đám người. Thuận ánh mắt của mọi người, nhìn về phía bia đá. Hơi sững sờ, lập tức cười khẽ một tiếng, quả nhiên, coi như đến nơi này, Diệp huynh cũng là thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia. Kiếm chiêu miện cũng không có nhụt chí. Đối với hắn mà nói, Diệp Thu Bạch là hắn đuổi theo mục tiêu. Mục tiêu càng mạnh, kiếm chiêu miện mới có thể càng có động lực. Lúc này, Diệp Thu Bạch cũng từ bách luyện chi địa bên trong đi ra. Sau khi ra ngoài, liền nhìn về phía kiếm chiêu miện, cười nói, hiệu quả như thế nào? Cũng không tệ lắm, có rõ ràng cảm ngộ. Kiếm chiêu miện nhìn về phía Diệp Thu Bạch, cả kinh nói, Diệp huynh, ngươi đột phá tới khí hải cảnh trung kỳ rồi. Diệp Thu Bạch gật đầu nói,
đi thôi, trở về tu luyện, củng cố một chút cảnh giới. Sau đó, hai người liền tại mọi người ánh mắt hạ rời đi. Dù sao bọn hắn lúc này, còn không biết Diệp Thu Bạch dáng dấp ra sao. Chỉ biết kỳ danh, không biết một thân. Duy có nam tử kia, nhìn xem Diệp Thu Bạch rời đi bóng lưng, hơi xúc động. Lúc ấy ở trước mặt của hắn cực kỳ cao ngạo. Cho rằng bọn họ tuy nói là phân viện thiên kiêu, nhưng là đi tới tổng viện, cũng chỉ có thể coi như là bình thường. Cũng không có tất yếu đi nhiều hơn để ý tới. Nhưng từng muốn, cái này Diệp Thu Bạch thiên phú sẽ như thế kinh khủng. Nếu như lúc ấy cùng hắn giao hảo, chỉ sợ về sau cũng sẽ thêm một cái rất mạnh minh hữu đi. Mà giờ khắc này, một bên khác, thảo đường bên trong, Lục Trường Sinh nằm tại trên ghế dài, có chút nhàm chán. Hệ thống, còn có hay không thu đồ nhiệm vụ? Tạm thời không có ai. Không có đồ đệ thời gian, là cỡ nào trống rỗng a? Chủ yếu là mình lười nhác nấu cơm. Mà lại, trước đó ba người đệ tử đều ở thời điểm, nhiều náo nhiệt. A, Diệp Thu Bạch coi như xong. Cái này hố sư đồ chơi. Vừa định tu luyện, Diệp Thu Bạch đột nhiên ngáp một cái, vuốt vuốt cái mũi, kỳ quái nói, có người đang nghĩ ta. Túc chủ nếu như nhàm chán, có thể điều tra đệ tử tin tức, xem bọn hắn tình hình gần đây. Nghe vậy, Lục Trường Sinh nhếch miệng, nói ta giống như nghĩ bọn hắn đồng dạng. Xem xét, miệng ngại thể chính. Đại đệ tử, Diệp Thu Bạch cảnh giới, khí hải cảnh trung kỳ công pháp, Thái Sơ Kiếm Kinh, Thiên Ma Cửu Kiếm kiếm ý đại thành, đại kiếm sư tại Tàng Đạo Thư Viện Tổng Viện tu luyện khí hải cảnh trung kỳ. Trước đó giống như nghe tiểu tử kia nói còn tại sơ kỳ a, vẫn rất nhanh. Nhị đệ tử, Hồng Anh cảnh giới, càn nguyên cảnh sơ kỳ công pháp, cửu chuyển luân hồi thương về ý cảnh, thương chi ý cảnh, hòa chi ý cảnh tại Đông Vực, tìm kiếm Vân Hoàng Đế Quốc bộ hạ cũ. Vân Hoàng Đế Quốc bộ hạ cũ, đây là muốn làm gì đại sự? Lục Trường Sinh lắc đầu, cũng không có đi quản. Tam đệ tử, Ninh Trần Tâm cảnh giới, phàm nhân nho đạo cảnh giới, đại nho công pháp, đạo kinh tại Nam Vực truyền đạo. Chương 74, học viên choáng váng. Ta cái này tam đệ tử có chút thảm a, không có cảnh giới. Lục Trường Sinh nhìn xem Ninh Trần Tâm bảng, không khỏi nghĩ nghĩ, có cần hay không an bài cho hắn điểm đan dược, đem cảnh giới đập lên. Túc chủ không cần lo lắng, Ninh Trần Tâm đợi cho nho đạo triệt để dung hợp tự thân, liền sẽ đánh vỡ chất, đạt tới một cái cảnh giới cực kỳ cao thâm. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, mặc dù nghe không hiểu nhiều, dù sao gật đầu là được rồi. Lúc này, Tần Thiên Nam cũng trở về đến trong thư viện, thẳng đến thảo đường, nhìn thấy Lục Trường Sinh, liền trực tiếp hỏi, ngươi đến cùng là thế nào tìm tới những này yêu nghiệt? Lục Trường Sinh a một tiếng. Tần Thiên Nam tức giận, a cái gì a, ý của ta là, Diệp Thu Bạch, Hồng Anh còn có Ninh Trần Tâm loại này thiên kiêu, ngươi là từ đâu tìm tới? Ngạch, Lục Trường Sinh có thể nói thế nào? Hệ thống nhiệm vụ thôi. Tần Thiên Nam đem Diệp Thu Bạch tại Tổng viện sự tích nói một lần. Liền ngay cả Tổng viện viện trưởng, cũng là đối Diệp Thu Bạch khen không dứt miệng, thậm chí muốn để Diệp Thu Bạch trực tiếp gia nhập Tổng viện. Lục Trường Sinh nghe xong, gấp mắt, nói, cái này không thể được a. Thấy thế, Tần Thiên Nam buồn cười nói, vẫn không nỡ Diệp Thu Bạch loại này yêu nghiệt đệ tử a. Thiên phú cao như thế, đổi ta đồng dạng không muốn buông tay. Bất quá yên tâm đi, ta giúp ngươi cự tuyệt. Nghe vậy, Lục Trường Sinh mới thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy là tốt rồi, ít cái đầu bếp vậy liền nguy rồi. Tần Thiên Nam ngẩn người, đầu bếp? Lục Trường Sinh lập tức sửa lời nói, không phải không phải, đệ tử, Diệp Thu Bạch thế nhưng là đồ nhi ngoan của ta, làm sao có thể thả đi đâu. Tần Thiên Nam khóe miệng giật một cái, bất quá tiểu tử ngươi dạy đệ tử lợi hại như vậy, muốn hay không cân nhắc đi từng cái đường giảng đạo. Đan đường trưởng lão cũng nghĩ cho ngươi đi qua cho những đệ tử kia giảng hạ luyện đan. Kiếm đường trưởng lão cũng làm cho ngươi đi giảng một chút đối với kiếm đạo lý giải. Còn có nho viện trưởng lão, cũng là nghĩ tìm ngươi tới luận đạo. Dù sao Lục Trường Sinh đã hiển lộ luyện đan bản lĩnh, đan đường trưởng lão cũng là mặc cảm. Tại trong miệng của hắn, Lục Trường Sinh hiển nhiên đã bị khen thành Nam Vực luyện đan đệ nhất nhân. Mà kiếm đường trưởng lão, nhìn thấy Diệp Thu Bạch yêu nghiệt như thế, khẳng định sẽ đem công lao tính tới Lục Trường Sinh trên đầu. Tự nhiên cũng nghĩ để hắn đến giảng bài. Nho viện trưởng lão kia liền càng không cần nói, từ khi Ninh Trần Tâm tại nho viện luận đạo về sau, cũng đã để mắt tới Lục Trường Sinh. Ninh Trần Tâm đối nho đạo lý giải đều sâu như vậy, kia làm sư tôn Lục Trường Sinh, chẳng phải là càng thêm yêu nghiệt. Lục Trường Sinh nghe được Tần Thiên Nam, không có giống như người khác lộ ra kiêu ngạo tự đắc thần sắc, mà là sắc mặt phát khổ, tựa như ăn hoàng liên. Tần thúc, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ngươi nhìn ta bộ dáng này, đi dạy những học viên kia không phải tại dạy hư học sinh sao? Tần Thiên Nam sắc mặt biến thành màu đen. Dạy hư học sinh, nếu như có thể dạy dỗ Diệp Thu Bạch, Hồng Anh, còn có Ninh Trần Tâm loại này đệ tử, kia toàn để ngươi lầm đều được. Không được, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta đi.
Lục Trường Sinh sờ lấy bụng nói, thế nhưng là ta còn chưa ăn cơm đây. Ta để ngoại viện bếp núc phòng làm cho ngươi. Ngoại viện bên trong, vẫn là có học viên không có đạt tới tích cốc cảnh giới. Làm không thể ăn làm sao xử lý. Vậy ta để cho người ta đi bên ngoài quán rượu mua về. Hắn còn có thể nói cái gì? Nhìn Tần Thiên Nam điệu bộ này, hôm nay là đi cũng đi, không đi cũng phải đi. Cái này nếu là không đi, chỉ sợ là sẽ không bỏ qua. Lục Trường Sinh đành phải vẻ mặt đau khổ gật đầu. Tốt a, bất quá không có dạy tốt cũng không trách ta a. Thấy thế, Tần Thiên Nam lúc này mới hài lòng nói, cái này đúng nha, đi, vậy trước tiên đi với ta đan đường. Lục Trường Sinh còn có thể làm sao xử lý? Đành phải đi theo. Đi tới đan đường. Đan đường trưởng lão sớm liền đạt được Tần Thiên Nam tin tức, đã trống ra một mảnh đất trống. Đất trống trung ương là một đỉnh lò luyện đan. Mà tại lò luyện đan chung quanh, đã ngồi đầy học viên. Giờ phút này, các học viên trong mắt đều tràn đầy kích động. Dù sao cũng là Lục Trường Sinh, Thảo Đường đường chủ, dạy dỗ Diệp Thu Bạch, Hồng Anh, cùng Ninh Trần Tâm bực này yêu nghiệt sư tôn. Có thể dạy dỗ loại này yêu nghiệt nhân vật, há lại sẽ đơn giản. Mà lại nghe nói Lục Trường Sinh tại đan đạo phương diện cũng có chỗ thành tích. Càng là luyện chế được có thể tại càn nguyên cảnh 100% đột phá đan dược. Loại này cấp bậc đan dược, đan đường trưởng lão cũng là không cách nào làm được. Có thể lắng nghe loại này cấp bậc luyện đan tông sư dạy bảo, như thế nào không kích động. Lúc này, Tần Thiên Nam mang theo Lục Trường Sinh đi tới nơi đây. Chúng học viên đứng dậy, đối Tần Thiên Nam cung kính bái nói, tham kiến viện trưởng. Tần Thiên Nam nhẹ gật đầu, chỉ hướng sau lưng nam tử, cười nói, vị này là Thảo Đường đường chủ, Lục Trường Sinh, về sau, hắn sẽ cho các ngươi giảng giải luyện đan tri thức, các ngươi lại hảo hảo nghe. Đám người kích động xưng là. Đan đường trưởng lão cũng đi tới, kia cứng nhắc trên mặt kéo ra một phần tiếu dung. Trường Sinh, chuẩn bị nói như thế nào? Lục Trường Sinh có chút im lặng. Hắn làm sao biết nói như thế nào? Mình bị cưỡng ép kéo tới, chuẩn bị đều không chuẩn bị. Bây giờ đại não là trống rỗng. Nếu không, ta luyện một lò đan dược a. Nghe vậy, đan đường trưởng lão sững sờ. Ngươi là muốn dùng thực tế luyện đan đến dạy bảo bọn hắn? Cũng không phải không được. Bất quá một lò là cái quỷ gì? Đan dược không phải luận khỏa mà tính. Tần Thiên Nam thì là lui khỏi vị trí hậu phương. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, Lục Trường Sinh sẽ như vậy dạy. Lục Trường Sinh nhìn về phía những cái kia đầy cõi lòng mong đợi học viên. Nói ra, như vậy đi, ta hiện tại biết luyện đan, các ngươi lại nhìn kỹ, hảo hảo học. Nghe được Lục Trường Sinh muốn đích thân luyện đan, tất cả mọi người là trở nên kích động. Có thể khoảng cách gần như vậy quan sát luyện đan tông sư luyện đan, đời này đều có thể chỉ có lần này. Lục Trường Sinh thấy thế, cũng không nói gì nữa, trong lòng thầm nghĩ. Muốn luyện cái gì đâu? Bình thường cho Diệp Thu Bạch bọn hắn chữa thương đan dược, vẫn là đột phá cảnh giới đan dược. Bất quá nơi đây nhiều người như vậy, vẫn là lại điệu thấp một điểm, miễn cho bị Tần Thúc bọn hắn quấn lấy không thả. Lục Trường Sinh quyết định, liền luyện có thể an ổn tâm cảnh đan dược. Loại này hẳn là đủ điệu thấp đi. Nghĩ đến nơi này, Lục Trường Sinh cười hắc hắc một tiếng. Đem từng mai dược liệu ném vào trong lò luyện đan. Lập tức, một cỗ hỏa diễm quét sạch đan lô. Bàn tay không ngừng lật qua lật lại, rút ra lấy trong đó dược dịch. Đan đường trưởng lão nhìn xem một màn này, hắn đang nghĩ, đây là đan dược gì? Làm sao dược liệu phối hợp cổ quái như vậy? Một bên luyện đan, Lục Trường Sinh nghĩ đến đây là tại dạy học viên. Thế là tượng trưng nói ra, ngươi nhìn, nơi này dạng này là được rồi. Sau đó nơi này, dạng này làm một chút liền làm xong. Trên cơ bản chính là như vậy, có thể xem hiểu sao? Nghe vậy, các học viên choáng váng. Cái này ai nghe hiểu được? Dược liệu trực tiếp một mạch ném đến lò luyện đan. Cùng một chỗ rút ra dược dịch, không chút nào cân nhắc dược tính xung đột. Đây không phải có nghe hay không hiểu vấn đề, là căn bản làm không được a. Lúc này, các học viên trong lòng thầm nghĩ. Đến cùng là bọn hắn quá yếu, vẫn là Diệp sư huynh bọn hắn quá yêu nghiệt rồi. Lại có thể tại loại này dạy bảo phương thức phía dưới trưởng thành. Chương 75, ta diễn chính ta. Trước kia, có vài học viên cho rằng cố gắng có thể đền bù thiên phú không đủ. Nhưng hôm nay, bọn hắn minh bạch. Nguyên lai thiên phú thật rất trọng yếu. Bởi vì không có thiên phú, liền thật xem không hiểu Lục tiền bối đang làm gì a. Trên thực tế, cái này nếu như cho Diệp Thu Bạch bọn hắn nhìn, đoán chừng đồng dạng xem không hiểu. Rất nhanh, đan hương chi khí bắt đầu tùy ý, đúng là truyền khắp toàn bộ học viện. Trong học viện, đang tu luyện người, ngửi thấy cỗ này mùi thuốc, đúng là trong lòng bình tĩnh lại. Tạp niệm bị khu trục bên ngoài, mà tại đan đường các vị học viên, cũng là cảm thấy trong lòng một trận bình tĩnh. Thậm chí, một chút trước kia không lĩnh ngộ được đan phương đã công pháp, đều có chút minh ngộ. Đan đường trưởng lão cũng là mừng rỡ. Vẻn vẹn chỉ là mùi thuốc, liền có thể có như thế công hiệu.
Vậy trong này mặt đan dược, đến tột cùng là loại nào cấp bậc? Đám người nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh. Giờ phút này Lục Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh, nói khẽ, đan thành. Lập tức, trong lò luyện đan, mùi thuốc nội liễm. Bốn phía đan hương đúng là bị dung nhập trong lò đan. Lục Trường Sinh vẫy tay một cái, lập tức, trong đó liền có từng mai đan dược đã rơi vào ngọc tịnh bình ở trong. Ngạch, cái bình mang ít, trưởng lão, mượn điểm. Nghe vậy, đan đường trưởng lão sững sờ, theo bản năng đưa cho Lục Trường Sinh 5 cái ngọc tịnh bình. Lục Trường Sinh chậc lưỡi nói, ít, thiếu đi. Một cái ngọc tịnh bình liền có thể cất giữ 5 viên đan dược. Ngươi đây là luyện nhiều ít. Bất quá, đan đường trưởng lão vẫn là lần nữa cho Lục Trường Sinh 10 cái ngọc tịnh bình. Lục Trường Sinh lúc này mới nói, hẳn là đủ đi. Nói xong, vỗ đan lô, trong đó đan dược trong nháy mắt rơi vào ngọc tịnh bình ở trong. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt ở trong, kia 16 cái ngọc tịnh bình đúng là bị tràn đầy. Thậm chí, còn dư một viên, Lục Trường Sinh cầm xem xét, cũng lời giả bộ, liền ném vào trong miệng. Rắc rắc, tựa như nhai đường đậu, đem đan dược nuốt vào. Đám người nhìn, đều là không còn gì để nói. Nguyên lai, lúc trước nói là thật. Người khác luyện dược là theo khỏa lấy tính toán đơn vị. Mà ngươi thật là lấy lô làm đơn vị à? Tốt, đều thấy rõ sao. Lục Trường Sinh nhìn về phía đám người, cười nói, các ngươi nhất định đều hiểu đi. Đan đường trưởng lão, học viên, Tần Thiên Nam bưng kín mặt. Hắn hiện tại cũng hoài nghi, Diệp Thu Bạch cùng Hồng Anh đến cùng phải hay không Lục Trường Sinh dạy. Đan đường trưởng lão cũng đành phải bất đắc dĩ nói, vậy cái này đan dược tác dụng là cái gì? Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói, chính là thanh tâm dưỡng thần à. Cụ thể ta cũng không biết, các ngươi một người phân một viên thử một chút thì biết. Nói xong, phất phất tay, đem từng mai đan dược cấp cho đến tất cả mọi người trong tay. Đan đường học viên cũng không phải là rất nhiều. Dù sao không phải ai đều có được luyện đan thiên phú. Đan đường trưởng lão cũng là cầm lấy một viên, hồ nghi nhìn thoáng qua, ăn vào. Chúng học viên thấy thế, cũng là sắc mặt cuồng hỉ. Dù sao Lục Trường Sinh loại này cấp bậc luyện đan tông sư, luyện được đan dược như thế nào lại, khi tất cả người phục dụng về sau, đều là nhắm hai mắt lại, khoanh chân ngồi trên mặt đất, thật lâu không có dư thừa khí tức tản ra. Lục Trường Sinh thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, hừ, chỉ cần bọn hắn cảm thấy viên đan dược này không có tác dụng, về sau liền sẽ không tới tìm ta. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh còn nhìn về phía Tần Thiên Nam, buông tay nói, ta đã nói đừng tìm ta đi, ngươi nhìn ta luyện phá đan, không có tác dụng gì. Tần Thiên Nam vừa muốn nói gì? Đột nhiên, một cỗ khí tức từ học viên bên trong bộc phát ra. Có người đột phá, từ kim đan cảnh đột phá tới tử phụ cảnh. Lục Trường Sinh, chẳng phải một cái thanh tâm dưỡng thần đan dược, thế nào đã đột phá? Lục Trường Sinh vội vàng nhìn về phía Tần Thiên Nam, giải thích nói, Tần Thúc, đây tuyệt đối là cái ngoài ý muốn. Tần Thiên Nam, nhưng lúc này, ngay sau đó, lại có một người đứng lên, kinh hỉ nói, ta biết đan dược này nên như thế nào luyện chế ra. Lập tức, đi đến Lục Trường Sinh trước người, cung kính cúi đầu, nghiêm nghị nói, đa tạ Lục tiền bối. Viên đan dược kia ta một mực không cách nào luyện chế thành công, bây giờ, mạch suy nghĩ đột nhiên rõ ràng. Lục Trường Sinh, không đến mức A đại ca, chính là một cái an thần đan dược mà thôi, thế nào liền mạch suy nghĩ rõ ràng. Mà lại một cái mạch suy nghĩ rõ ràng liền sẽ luyện đan rồi. Lúc này, tại trong sân rộng, một cỗ lực lượng linh hồn đột nhiên bay lên. Kia cỗ nguyên bản yếu kém lực lượng linh hồn, bây giờ đúng là bắt đầu trở nên ngưng thực. Lực lượng linh hồn là một cái luyện đan sư thiết yếu. Mà lực lượng linh hồn mạnh yếu có thể trực tiếp ảnh hưởng đến luyện đan sư luyện đan lúc xác suất thành công cùng phẩm chất. Nguyên bản, lực lượng linh hồn pháp môn tu luyện liền thiếu đi. Liền xem như tàng đạo thư viện bên trong, cũng chỉ có đan đường mới có. Mà tăng lên lực lượng linh hồn thiên tài địa bảo, liền càng ít. Đa tạ Lục tiền bối. Kia lực lượng linh hồn đột phá học viên đối Lục Trường Sinh cung kính cúi đầu, trong mắt tràn đầy sùng kính. Lục Trường Sinh, ta đây là bị mình diễn. Mà liền tại giờ khắc này, đan đường trưởng lão cũng là mở hai mắt ra, phun ra một ngụm đục ngầu khí tức. Kia cứng nhắc trên mặt, đúng là lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa. Trường Sinh A, ngươi viên đan dược này coi là thật thần kỳ. Ta nghiên cứu nhiều năm đan phương, một mực thành công không được. Lúc đầu đã bỏ đi, bây giờ vậy mà nghĩ đến giải quyết pháp môn. Đúng rồi, viên đan dược này kêu cái gì? Lục Trường Sinh. Lúc này, chung quanh học viên cũng liên tiếp từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Mỗi người đều có hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch. Đối Lục Trường Sinh không ngừng nói lời cảm tạ. Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên trời. Hai mắt một trận biến thành màu đen. Xong. Ta dưỡng lão sinh hoạt. Cứ như vậy chôn vùi tại trong tay mình. Không đúng. Chung quy đến cùng, vẫn là Diệp Thu Bạch tên vương bát đản kia.
Nếu không phải hắn đem vi sư bán, sẽ để cho ta đi luyện kia phá đan. Không luyện kia phá đan, sẽ có hôm nay một màn này. Lục Trường Sinh bây giờ hận không thể đem tiểu tử kia trực tiếp ném đến cửu U Hoàng Tuyển đại trận ở trong, tiễn hắn quy thiên. Mà giờ khắc này, ở xa trung vực Diệp Thu Bạch lại là ngáp một cái. Chẳng lẽ lại là sư tôn đang nghĩ ta làm cơm? Ai, vẫn là sớm đi hoàn thành chuyện bên này, sớm một chút về sư môn đi. Nếu để cho Diệp Thu Bạch biết bây giờ Lục Trường Sinh ý nghĩ, đoán chừng sẽ trong đêm chạy ra sư môn đi. Giờ phút này, Tần Thiên Nam đi lên trước, thân thiết vỗ vỗ Lục Trường Sinh bả vai, cười nói, Trường Sinh a, nguyên bản ta cho là ngươi dạy phương thức không thích hợp bọn hắn. Nguyên lai là ngươi đã sớm nghĩ đến, bọn hắn khả năng lý giải không được, liền trực tiếp luyện chế ra loại đan dược này, trợ giúp bọn hắn giải quyết trong ngày thường vấn đề a. Lục Trường Sinh hai mắt vô thần. A, ha ha, a a a. Tần Thiên Nam bắt lấy Lục Trường Sinh bả vai, phi thân mà đi. Đi thôi, tiếp xuống đi với ta kiếm đường. Nghe vậy, Lục Trường Sinh thầm nghĩ, còn có cơ hội. Đợi chút nữa liền trực tiếp mù dậy, dứt khoát dạy phế một cái, tự hủy danh dự. Chương 76, đều do Diệp Thu Bạch kia vương tám trứng. Kiếm đường. Bởi vì Diệp Thu Bạch tồn tại, cơ hồ tất cả mọi người đã đem Lục Trường Sinh phụng như tàng đạo thư viện mạnh nhất kiếm tu. Có thể dạy dỗ Diệp Thu Bạch bực này kiếm tu, khiến cho còn trẻ như vậy liền lĩnh ngộ kiếm ý. Diệp Thu Bạch càng là dẫn đầu Nam vực tàng đạo thư viện, dũng đoạt bốn vực giao lưu thứ nhất, thành công giúp Tần Thiên Nam giữ vững viện trưởng chi vị. Đủ loại này vinh quang đều để bọn hắn cảm thấy Lục Trường Sinh là thật châu tất. Giờ phút này, Tân Hồng Y cũng ở trong đám người, nàng muốn nhìn một chút Lục Trường Sinh đến cùng là thế nào dạy bảo Diệp Thu Bạch. Giờ phút này, Tần Thiên Nam mang theo Diệp Thu Bạch đi tới kiếm đường. Đồng dạng, kiếm đường các học viên cũng là mắt lộ ra sùng kính. Kiếm đường trưởng lão cũng ở một bên, hiển nhiên cũng nghĩ nhìn xem Lục Trường Sinh là thế nào dạy Diệp Thu Bạch. Lục Trường Sinh thấy thế, cười lạnh một tiếng. Đến lúc đó tùy tiện đùa nghịch một bộ kiếm pháp không phải tốt. Tần Thiên Nam nói, được rồi, bắt đầu đi, nhanh, còn có Nho viện bên kia muốn đi. Lục Trường Sinh có chút bất đắc dĩ. Thật coi hắn là làm đội sản xuất con lừa rồi. Tại chúng học viên nhìn chăm chú phía dưới, Lục Trường Sinh tiện tay cầm lấy một cái nhánh cây, bỗng nhiên hướng phía trước đâm ra. Lập tức, một cái bổ ngang, lại là một đạo chém dọc. Đám người gặp Lục Trường Sinh cũng không nói lời nào, mà là đùa nghịch lên kiếm pháp, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Mà lại bộ kiếm pháp kia, không phải liền là cơ sở kiếm pháp a? Kiếm đường trưởng lão cũng là hơi nghi hoặc một chút. Lục Trường Sinh tiểu tử này đang làm cái gì? Mà giờ khắc này, trên đài cao Lục Trường Sinh liếc mắt thoáng nhìn đám người vẻ nghi hoặc, trong lòng không khỏi vui mừng. Có hiệu quả, không khỏi, lại không ngừng lặp lại lên cơ sở kiếm pháp. Một đâm, quét ngang chém. Dưới đài, Tân Hồng Y nhìn xem một màn này, lại là như có điều suy nghĩ. Có thể dạy dỗ Diệp Thu Bạch bực này yêu nghiệt, làm sao lại chỉ là đơn thuần tại sử dụng cơ sở kiếm pháp, trong đó tự nhiên có chỗ thâm ý. Chỉ là bọn hắn còn chưa phát hiện mà thôi. Tân Hồng Y lấy ra một thanh trường kiếm, tại nguyên chỗ, đồng dạng sử xuất cơ sở kiếm pháp. Lục Trường Sinh làm thế nào động tác, nàng thì làm cái đó động tác. Thời gian dần qua, Tân Hồng Y đắm chìm trong cơ sở kiếm pháp ở trong. Nàng không còn xoắn suýt Lục Trường Sinh đang làm cái gì, mà là đắm chìm trong kiếm pháp của mình ở trong. Cơ sở kiếm pháp là mỗi một cái kiếm tu từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc kiếm liền bắt đầu tu luyện. Chỉ là, đợi cho có chỗ tiểu thành về sau, đám người liền bỏ cơ sở kiếm pháp. Cái này cũng bình thường. Bộ kiếm pháp kia ở trong bất quá chỉ là gia chiêu phương thức mà thôi. Lại không có cái khác kiếm pháp như vậy, hoa lệ trói lọi, uy lực mạnh mẽ. Vì sao muốn đi cố ý tu luyện cơ sở kiếm pháp? Đây không phải là đầu óc có hố. Thế nhưng là, bây giờ Tân Hồng Y lại tựa hồ như bắt lấy vật gì đó. Cơ sở kiếm pháp. Cơ sở. Con đường tu võ, trọng yếu nhất chính là cái gì? Là đạo cơ. Đạo cơ bất ổn, về sau đường cũng chú định không cách nào đi xa. Tân Hồng Y minh bạch. Nàng minh bạch Lục Trường Sinh dụng ý. Đột nhiên, từ Tân Hồng Y trong thân thể, có một cỗ kiếm khí bạo dũng mà ra. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tân Hồng Y. Kiếm đường trưởng lão cùng Tần Thiên Nam cũng bị hấp dẫn. Lục Trường Sinh cũng là có loại dự cảm không ổn. Không thể đi. Mà lúc này, tại kia dâng trào mà lên kiếm khí bên trong, đúng là mang theo từng sợi sắc bén chi ý. Kiếm ý. Kiếm đường trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc nói, đúng là mò tới kiếm ý cánh cửa. Đám người cũng là một trận kinh ngạc. Tân Hồng Y, đang thi triển cơ sở kiếm pháp thời điểm, mò tới ngưỡng cửa của kiếm ý. Lục Trường Sinh, ta làm gì rồi? Ta làm gì? Liền tùy tiện vung mấy lần nhánh cây, mẹ nhà hắn lại có người đột phá. Tân Hồng Y lúc này từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, đối Lục Trường Sinh bái nói, đa tạ Lục tiền bối chỉ đạo tri ân.
Lục Trường Sinh, ta chỉ đạo gì? Ngươi có thể nói cho ta không? Ta đổi còn không được sao? Kiếm Đường trưởng lão nhìn về phía Tân Hồng Y, nói, Tân Hồng Y, ngươi đưa ngươi đạt được cảm ngộ nói một câu. Tân Hồng Y gật đầu, bắt đầu giải thích. Đem trong lòng mình cảm ngộ, cùng đối cơ sở kiếm pháp lý giải, nói một lần. Tất cả mọi người sau khi nghe, cũng không khỏi trầm tư. Liền ngay cả Kiếm Đường trưởng lão cũng là bắt đầu nghĩ lại. Đúng vậy a, cơ sở là hết thảy kiếm pháp khởi nguyên. Tất cả kiếm pháp đều là từ cơ sở kiếm pháp ở trong dọc theo đi. Nhưng uy lực kiếm pháp, suy cho cùng vẫn là tại tự thân. Cũng không phải là dựa vào loè loẹt kiếm pháp. Kiếm Đường trưởng lão ngồi xếp bằng. Kiếm ý lại làm đột phá. Kiếm ý đại thành, đạt đến đại kiếm sư tình trạng. Mà đệ tử còn lại, hoặc là cảnh giới có chỗ tinh tiến, hoặc là kiếm khí càng thêm ngưng thực. Tất cả mọi người, đều hoặc nhiều hoặc ít có thu hoạch. Lục Trường Sinh ngây ngốc nhìn xem một màn này, có chút không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, Tần Thiên Nam bắt lấy Lục Trường Sinh bả vai, nói, tốt, nên đi nho viện. Ta có thể không đi à, vì cái gì không đi? Ngươi nhìn ngươi dạy tốt bao nhiêu à? Sau đó, lại là một đoạn thời gian đi qua, mặt trời tiếp cận xuống núi. Tại nho viện phương hướng, lại là có mấy chục đạo khí tức bộc phát. Lục Trường Sinh nhìn xem một màn này, hắn đã bỏ đi. Dù sao tùy tiện làm cái gì, những người này đều có thể đột phá. Phảng phất là tại bản thân công lược. Nho viện trưởng người quen cũ gắt vỗ Lục Trường Sinh bả vai, cười nói, Trường Sinh a, ngươi chính là trời sinh làm sư tôn tài năng, về sau nhiều đến cho các học viên giảng bài. Lục Trường Sinh, Tần Thiên Nam ở một bên phụ họa nói, còn có Kiếm Đường cùng Đan Đường, cũng muốn đi thêm. Lục Trường Sinh, lúc này, một đạo cường tráng thân ảnh cũng vội vàng chạy tới. Trường Sinh hiền chất a, cần phải đi ta võ đường cũng dạy bảo một phen a. Chúng ta võ đường còn chưa có đi qua đây. Là võ đường trưởng lão. Hiển nhiên, hắn cũng đã nhận được tin tức. Hâm mộ con mắt đều muốn đỏ lên. Lục Trường Sinh biểu thị. Nếu như ta có lỗi, mời dùng pháp luật đến chế tài ta. Mà không phải dùng loại phương thức này đến tra tấn ta. Mình cá ướp muối sinh hoạt, chỉ sợ đã một đi không trở lại. Lục Trường Sinh chi danh, như vậy lần nữa truyền khắp toàn bộ Nam Vực. Chỉ sợ, đợi cho lần tiếp theo chiêu sinh thời điểm. Thảo đường cửa đều sẽ bị các thế lực lớn đạp phá. Mà hết thảy này, đều muốn quái Diệp Thu Bạch cái kia tinh trùng lên não. 3 ngày qua đi. Trung vực. Diệp Thu Bạch trong 3 ngày qua, không ngừng tiến về bách luyện chi địa. Ở trong đó cùng ma thú không ngừng chém giết. Kỹ xảo chiến đấu, kiếm pháp cảm ngộ, đều là có chỗ tinh tiến. Liền ngay cả xếp hạng, cũng là gần phía trước một, đi tới hạng 8. Đám người cũng theo đó tắc lưỡi. 3 ngày thời gian, liền lại tăng lên một cái thứ tự. Loại tốc độ này, đặt ở bình thường căn bản không ai dám muốn. Dù sao tấm bia đá này bên trên người, đã có ít năm không có thay đổi qua. Một ngày này, Diệp Thu Bạch cùng Kiếm Chiêu Miện từ bách luyện chi địa bên trong đi ra. Một bóng người đột nhiên ngăn tại Diệp Thu Bạch trước người. Diệp Thu Bạch nhấc lông mày, gật đầu nói, có việc. Nam tử nhếch miệng cười một tiếng, nói, cũng không nhiều lắm sự tình, chính là nghĩ đến tình ngươi luận bàn một phen. Nghe vậy, Diệp Thu Bạch có chút kinh ngạc. Bên cạnh có người nói, là trước kia xếp hạng thứ 8 Hoàng Trinh Chiến. Hoàng Trinh Chiến, họ Hoàng, chương 77, Yến Vân Đài bên trên quyết sinh tử. Hoàng Trinh Chiến, Diệp Thu Bạch ý nghĩ đầu tiên là được. Hắn cùng Lạc Nhật Vương Triều là quan hệ như thế nào? Kiếm Chiêu Miện thì tựa hồ nhận biết Hoàng Trinh Chiến, hắn dù sao cũng là Bắc vực người. Hoàng Trinh Chiến, Lạc Nhật Vương Triều thứ nhất thiên kiêu, bất quá không thích chính sự, một lòng tu võ. Càng là dựa vào chính mình thực lực thiên phú gia nhập Tàng Đạo Thư Viện Tổng Viện. Diệp Thu Bạch khẽ gật đầu. Hoàng Trinh Chiến nhìn về phía Diệp Thu Bạch, nói, ngươi sự tình ta nghe Thiên Minh nói, mặc dù ta cùng ngươi không thù, nhưng dù sao Lạc Nhật Vương Triều là nhà của ta, cho nên, đánh một trận. Diệp Thu Bạch nghe xong, cũng không có cự tuyệt. Dù sao chuyện phiền toái vẫn là một lần giải quyết cho thỏa đáng. Ở đâu? Hoàng Trinh Chiến gật đầu nói, Thư Viện có cung cấp người giải quyết cừu hận địa phương, đi theo ta. Nói xong, liền quay người đi đến. Diệp Thu Bạch cùng Kiếm Chiêu Miện đi theo. Mà mọi người thấy một màn này, đều là một trận ồn ào. Hoàng Trinh Chiến muốn khiêu chiến Diệp Thu Bạch. Xem bộ dáng là có cửu oán. Cũng không biết Diệp Thu Bạch là không phải là đối thủ của Hoàng Trinh Chiến. Có người lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải. Hoàng Trinh Chiến bây giờ vì nửa bước càn nguyên cảnh, lâm môn một cước liền có thể bước vào càn nguyên cảnh. Mà Diệp Thu Bạch mới khí hải cảnh trung kỳ, làm sao có thể là đối thủ. Mặc dù bây giờ Diệp Thu Bạch xếp hạng cao hơn Hoàng Trinh Chiến một, bất quá, đơn thuần công pháp và võ kỹ đâu, cùng kinh nghiệm chiến đấu đâu. Phải biết, Hoàng Trinh Chiến thế nhưng là nổi danh chiến đấu cùng ma. Ở phương diện này, Tàng Đạo Thư Viện Tổng Viện người là có kiêu ngạo vốn liếng.
công pháp võ kỹ, Nam vực xác thực không cách nào cùng Trung vực đánh đồng. Huống chi, còn có tam đại thí luyện chi địa. Tổng viện người không giờ khác nào không tại trong đó rèn luyện tự thân, so cái khác bốn vực người kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên càng thêm sung túc. Thư viện vì giải quyết học viên bên trong cửu hận, chuyên môn thiết lập Yến Vân Đài. Ở trên đây, nhưng mình thiết lập quy tắc, có thể đả thương tàn, cũng có thể thương tới tính mệnh. Ở trên đây, sinh tử chớ luận. Bởi vậy, Yến Vân Đài trên thực tế có rất ít người đi lên. Dù sao thư viện chi địa, lợi ích chi tranh không phải rất nhiều. Yến Vân Đài đã có ít năm không tiếp tục mở. Bây giờ, có người xin Yến Vân Đài, tự nhiên để trong thư viện người cực kỳ cảm thấy hứng thú, đều chạy tới nơi đây. Liền ngay cả Thạch Sinh cùng Trương Hách đều nghe được tin tức, chạy tới nơi đây, cùng Diệp Thu Bạch hai người tụ hợp. Thạch Sinh sắc mặt ngưng trọng nói, Diệp huynh, kia Hoàng Trinh chiến thật không đơn giản. Trương Hách đồng dạng phụ họa nói, hắn tại Bách Luyện Chi Địa xếp hạng mặc dù thứ 8, nhưng là hắn tại Luyện Thể Chi Địa, xác thực xếp hạng thứ 5. Nhục thân chỉ sợ so ta cùng Thạch Sinh đều mạnh hơn. Hai người bọn họ đều là tu luyện nhục thân. Một cái là trời sinh thần lực, một người khác thì là tu luyện Phật môn kim cương thể. Nhục thân đều là không kém. Bây giờ, bọn hắn đều nói mình không bằng Hoàng Trinh chiến, tự nhiên là có chỗ đạo lý. Kiếm Chiêu miệng nhưng không có lên tiếng. Lấy Diệp Thu Bạch thực lực, Hoàng Trinh chiến đoán chừng không phải là đối thủ. Hắn là kiếm tu. Chỉ có kiếm tu mới hiểu được đại kiếm sư đến cùng là khái niệm gì. Diệp Thu Bạch cười cười, nói, được rồi, không cần lo lắng. Hắn cùng Hoàng Trinh chiến ở giữa, tất có một trận chiến, chỉ là thời gian sớm tối vấn đề. Dù sao hắn cùng Lạc Nhật Vương triều cừu hận, sớm đã không chết không thôi. Không phải hắn chết, chính là ta vong. Lúc này, Hoàng Trinh chiến nhảy lên, đứng tại Yến Vân Đài phía trên, nhìn xuống Diệp Thu Bạch, đạm mạc nói, lên đây đi. Diệp Thu Bạch thấy thế, đồng dạng nhảy lên. Mặc dù ta so ngươi cảnh giới cao không ít, nhưng ta cũng sẽ không lưu thủ. Hoàng Trinh chiến trên mặt lộ ra túc sát chi ý, một cỗ chiến ý phóng lên tận trời. Chiến đấu chi tâm, hình thành chiến đấu chi ý. Trận chiến này, quyết sinh tử, có dám. Dưới đài người cảm nhận được cỗ này chiến ý, không khỏi sắc mặt run lên. Hoàng Trinh chiến ý tựa hồ lại có tinh tiến. Hắn cái này chiến ý chính là tiến vào cầu đạo sơn lĩnh ngộ mà ra. Bây giờ tại Bách Luyện Chi Địa bên trong không ngừng tôi luyện mình, tự nhiên mạnh hơn. Kia Diệp Thu Bạch, đoán chừng giữ nhiều lành ít. Mà tại mọi người hậu phương, có một trường bào tóc ngắn nam tử lặng lẽ xuất hiện, nhìn xem một màn này, trên mặt cảm thấy hứng thú. Tại đám người một bên khác, có một nam tử to con, hai tay ôm ngực, lặng lẽ quan sát. Giờ phút này, tại Yến Vân Đài phía trên, cũng có trưởng lão đi tới nơi đây. Bọn hắn là Yến Vân Đài chấp pháp trưởng lão. Dùng cái này đến cam đoan trật tự. Trên đài, Hoàng Trinh Chiến đối diện. Diệp Thu Bạch lấy ra ám ma kiếm, nhìn về phía Hoàng Trinh Chiến. Cũng không có bởi vì cái này bàng bạc chiến đấu chi ý, mà hiển lộ khiếp đảm chi sắc. Quyết sinh tử. Hoàng Trinh Chiến thấy thế, song quyền đụng một cái. Phát ra tiếng vang cực lớn. Lập tức, bước chân đột nhiên đạp mạnh, trầm giọng hét một tiếng. Thân thể tựa như cùng như đạn pháo hướng phía Diệp Thu Bạch phóng đi. Đúng là ở trong không gian hoạch xuất ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Diệp Thu Bạch tóc bị thổi tứ tán bay múa. Một cỗ cực lớn cảm giác áp bách, chạm mặt tới. Tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Muốn để Diệp Thu Bạch quỳ sát. Thấy thế, Diệp Thu Bạch cũng không lùi lại một bước, cái eo vẫn như cũ thẳng tắp như kiếm. Trong tay ám ma, thao thiên ma khí thăng thiên, kiếm y hóa thành kiếm hà, hướng phía Hoàng Trinh Chiến quét sạch mà đi. Mọi người thấy một màn này, đồng dạng kinh hãi không thôi. Truyền ngôn là thật, người này quả nhiên là lĩnh ngộ kiếm ý, mà còn trở cấp không thấp. Hắn còn không có từng tiến vào cầu đạo sơn đi, kiếm ý liền đạt tới trình độ như vậy, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Trung vực, bọn hắn chỉ nhận cường giả. Ngươi mạnh, liền có thể thu hoạch được bọn hắn tán thành. Liền ngay cả Yến Vân Đài bên trên trưởng lão, cũng là thần sắc khác nhau. Trách không được viện trưởng để bọn hắn chú ý kẻ này. Mà kia trường bào nam tử thấy cảnh này, trong mắt cũng là hơi kinh ngạc. Nam tử to con càng là nhếch miệng cười một tiếng, có chút ý tứ. Hoàng Trinh Chiến không có một tia thoái ý. Chiến ý mọc lan tràn. Đem hắn thân thể bao khỏa, như là hình thành hoàng kim áo giáp. Khí thế dọa người, trực tiếp đụng vào kia thao thiên kiếm sông ở trong. Hắn vậy mà không nhìn kiếm ý trường hà sắc bén, trực tiếp tiến vào bên trong. Tại kiếm ý trường hà bên trong, dòng nước liền như là từng trôi tinh mịn lại chí mạng trường kiếm, đâm xuyên tại Hoàng Trinh Chiến trên thân. Mà hết thảy này, cũng không có đâm xuyên Hoàng Trinh Chiến phòng ngự, chỉ là tại trên da rẻ của hắn lưu lại một đạo lại một đường màu trắng vết tích. Diệp Thu Bạch thấy thế, cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao nhục thân cực kỳ cường đại. Lại có chiến ý, đồng thời, cảnh giới lại cao hơn hắn bên trên nhiều như vậy. Nếu như cứ như vậy bị đánh bại, hiển nhiên cũng rất không có khả năng. Diệp Thu Bạch chỉ lên trời một chỉ,
kia tràn đầy ma khí kiếm ý tụ hợp vào kiếm ý Trường Hà ở trong. Trong lúc nhất thời, kiếm ý Trường Hà hóa thành màu đen. Một cỗ ma khí không ngừng bốc lên, muốn để cho người ta thần phục. Thời khắc này Diệp Thu Bạch giống như kiếm đạo ma thần. Mà tại kiếm ý Trường Hà bên trong, Hoàng Trinh Chiến cũng là nhíu mày, cái này ma khí lại nhường một chút tinh thần của hắn đều là run lên. Phóng nhãn toàn bộ học viện, coi như đánh không lại, lại có ai có thể làm cho hắn cảm nhận được cỗ này cảm giác. Nghĩ đến đây, Hoàng Trinh Chiến nổi giận gầm lên một tiếng. Chiến ý càng tăng lên, đúng là phát ra lóa mắt kinh quang, một cỗ uy nghiêm chi khí hóa thành trường ấn, cầm hướng Diệp Thu Bạch. Diệp Thu Bạch thấy thế, ám ma kiếm ra, thiên ma cửu kiếm kiếm thứ 6. Không tránh không né, một kiếm chảm phá cái kia đạo trường ấn. Chương 78, nhiên huyết ma công, thiên ma cửu kiếm. Bây giờ Diệp Thu Bạch đã có thể tùy ý chém ra kiếm thứ 6. Dù sao những ngày này, Diệp Thu Bạch thực lực tăng lên không phải một điểm nửa điểm. Hoàng Trinh Chiến nhìn xem một màn này, cũng là trong lòng kinh ngạc. Nếu như là bình thường khí hải cảnh người, tại cái kia đạo trường ấn phía dưới, đoán chừng liền đã bị nghiền thành cạn bã. Thế nhưng là Diệp Thu Bạch không chỉ có không có bị đánh bại, càng là một kiếm đem chảm phá. Bây giờ, Hoàng Trinh Chiến rốt cuộc hiểu rõ Hoàng Thiên Minh lo lắng. Vì sao muốn cấp thiết như vậy đem Diệp Thu Bạch trừ về sau nhanh? Kiếm ý Trường Hà bên trong, Hoàng Trinh Chiến nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là từ đó bước ra. Nắm đấm giơ lên, chiến ý bao trùm trên đó. Phá thiên! Hiển nhiên, Hoàng Trinh Chiến không có chút nào lưu thủ dự định. Nửa bước càn nguyên khí tức bộc phát ra. Chiến ý càng là ép hướng Diệp Thu Bạch. Khí cơ hoàn toàn khóa chặt Diệp Thu Bạch, để lui không thể lui. Mà Diệp Thu Bạch cũng căn bản không nghĩ tới lui lại. Trong tay ám ma kiếm hướng phía trước chém ra. Không có chút nào hoa lệ kiếm mang, cũng không có hoa bên trong hồ trạm canh gác kiếm pháp. Chỉ là thật đơn giản một chém. Nhưng cái này một chảm bên trong lại ẩn chứa Diệp Thu Bạch kiếm đạo. Đại đạo đơn giản nhất. Kiếm này, vì thiên ma cửu kiếm thứ thất kiếm. Mà cái này thứ thất kiếm, liền gọi ma lâm. Có ma thần giáng lâm chi ý. Ma khí ngập trời. Giống như ma thần hàng thế. Yến Vân Đài chung quanh người, đều là cảm giác tâm thần đều chấn. Một loại đến từ trong linh hồn thần phục chi ý, không ngừng dâng lên. Đây là khí hải cảnh người có thể thi triển ra kiếm kỹ. Bực này kiếm kỹ, đoán chừng là thiên giai kiếm kỹ đi. Thiên giai kiếm kỹ, liền xem như bọn hắn tổng viện bên trong. Cũng là hiếm thấy vô cùng. Phóng nhãn toàn bộ trung vực, chỉ sợ cũng là không có bao nhiêu, mà lại phần lớn đều là tàn quyển. Liền xem như Hoàng Trinh Chiến bây giờ sử xuất quyền pháp, cũng là tàng đạo thư viện bên trong địa giai quyền pháp. Hơn nữa còn là tiêu tốn rất nhiều điểm tích lũy mới lấy được, Hoàng Trinh Chiến hiển nhiên cũng là sững sờ. Một kiếm này phía dưới, hắn lại có một loại cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Hắn lại bị một cái khí hải cảnh người dồn đến loại tình trạng này. Bất quá, bây giờ hắn cũng vô pháp lui lại. Hai người khí cơ lẫn nhau khóa chặt, đã không cách nào nhượng bộ. Lúc này lui ra phía sau, sẽ chỉ biến thành thớt thịt cá, ngồi đợi tử vong. Hoàng Trinh Chiến đương nhiên minh bạch điểm này, thế là nổi giận gầm lên một tiếng. Chiến ý khiếu thiên, nắm đấm ầm vang nện xuống. Hình như có phá thiên chi thế. Không gian phát ra khó có thể chịu đựng rên rỉ, ẩn ẩn có vỡ tan cảm giác. Diệp Thu Bạch biểu lộ đạm mạc, trong tay ám ma chém ra. Cùng Hoàng Trinh Chiến nắm đấm va chạm nhau. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt phía dưới, một cỗ bạo tạc dư ba hướng phía bốn phía khuếch tán. Yến Vân Đài phía trên trưởng lão thấy thế, mắt lộ ra kinh ngạc, phất tay một đạo kết giới, đem Yến Vân Đài bao phủ. Dư ba khuấy động, tại kết giới bên trên nhấc lên một đạo lại một đạo gợn sóng. Đám người thấy thế, càng là trong lòng giật mình. Hai người chiến đấu uy thế có thể to lớn như thế. Mà kia Diệp Thu Bạch vẫn là đến từ Nam Vực. Một cái võ đạo thất bại chi địa. Đúng là có thể cùng Hoàng Trinh Chiến đánh tới loại tình trạng này. Hiển nhiên, Diệp Thu Bạch thiên phú, không thể so với bọn hắn yếu, thậm chí, từ có rất chi. Trái lại Yến Vân Đài bên trên, Diệp Thu Bạch cầm kiếm tay, giờ phút này cảm nhận được một trận lại một trận cự lực. Thân thể này chi lực, cực kỳ đáng sợ. Cùng tại Nam Vực người, không phải một cái cấp bậc. Mà cái này chiến ý, càng là không ngừng tại đè ép tinh thần của hắn. Trái lại Hoàng Trinh Chiến, cũng là cực kỳ không dễ chịu. Sử xuất phá thiên. Nguyên bản liền cực kỳ miễn cưỡng. Dù sao đạo này địa giai võ kỹ, hắn còn không có hoàn toàn hiểu thấu đáo. Mà Diệp Thu Bạch một kiếm này, càng là có một cỗ kiếm ý vọt thẳng nhập cánh tay của hắn bên trong. Điên cuồng phá hư trong cơ thể của hắn. Chỉ là tiếp xúc, cánh tay kia bên trên đúng là có một tia vết rách. Hoàng Trinh Chiến nhục thân cường đại dường nào. Hắn vô cùng rõ ràng nhục thân của mình cường độ. Coi như thế, vẫn là bị Diệp Thu Bạch một kiếm phá mở phòng ngự. Tại mọi người ánh mắt kinh sợ phía dưới. Cánh tay kia vậy mà tuôn ra đạo đạo tơ máu.
Hoàng Trinh Chiến kêu lên một tiếng đau đớn, nhanh chóng lùi lại, thoát ly Diệp Thu Bạch công kích. Mà Diệp Thu Bạch đồng dạng lui hai bước, sắc mặt hơi có chút ửng hồng. Hiển nhiên, Hoàng Trinh Chiến một quyền này cũng là đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, bất quá cũng không có bao nhiêu vấn đề. Dưới một kích này, Diệp Thu Bạch chiếm cứ hoàn toàn ưu thế. Lấy khí hải cảnh, áp chế nửa bước càn nguyên, nhục thân vô địch Hoàng Trinh Chiến. Nói hắn là ẩn kiếm phong bên trên thiên kiêu ta đều tin tưởng. Cũng không biết hắn cùng đám kia kiếm tu so sánh, ai mạnh ai yếu. Ở hậu phương, kia trường bào nam tử thấy cảnh này, nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút ý tứ. Sau đó, quay người rời đi. Dù sao, trong lòng của hắn, thắng bại đã phân, không cần thiết nhìn tiếp nữa. Nam tử to con kia cũng giống như thế. Yến Vân Đài bên trên, Hoàng Trinh Chiến sắc mặt âm tình khó lường. Ta biết Thiên Minh vì sao như thế lo lắng, ngươi đúng là một cái hậu hoạn. Nếu như không đem ngươi trừ bỏ, chờ ngươi trưởng thành, chỉ sợ thật sự có thể uy hiếp được Lạc Nhật Vương Triều. Vì Vương Triều, ta cũng muốn đưa ngươi lưu tại cái này Yến Vân Đài bên trên. Nói xong, Hoàng Trinh Chiến thân thể đúng là bắt đầu chậm rãi biến đỏ. Như là chín mùi tôm, ánh mắt bên trong, có đạo đạo tơ máu bắt đầu tràn ngập. Chậm rãi, tràn ngập toàn bộ ánh mắt. Kia cũng ngập trời chiến ý bên trong, giờ phút này đúng là có máu ý bay lên. Cực kỳ sền sệt, phảng phất thành huyết dịch. Có người lên tiếng kinh hô. Nhiên huyết ma công. Hoàng Trinh Chiến lại bị dồn đến tình trạng này. Bên cạnh, Thạch Sinh sững sờ, hỏi, nhiên huyết ma công là cái gì? Có giới người ý thức hồi đáp, nhiên huyết ma công là một loại địa giai bí pháp, lấy thiêu đốt tinh huyết, để đạt tới nhục thân thực lực cực độ tăng trưởng mục đích. Tại nhiên huyết ma công trạng thái phía dưới, nhục thân cường độ chí ít tăng cường gấp 2. Nghe vậy, Thạch Sinh cùng Trương Hách sắc mặt đại biến. Bực này cường độ nhục thân, nếu như lại tăng cường gấp 2, vậy sẽ có mạnh cỡ nào? Bọn hắn không dám tưởng tượng. Kiếm Chiêu Miện cũng là sắc mặt chậm rãi ngưng trọng xuống tới. Người kia tiếp tục trầm giọng giải thích nói, thế nhưng là, mặc dù mạnh, nhưng cũng là có tác dụng phụ, tại nhiên huyết ma công trạng thái phía dưới, không có uống vào địch nhân tinh huyết, vậy liền sẽ vĩnh cửu thương tới thiên phú. Mọi người sắc mặt biến đổi, hậu quả này, không thể bảo là không lớn. Liền ngay cả Yến Vân Đài bên trên trật tự trưởng lão cũng là sắc mặt khó coi. Hoàng Trinh Chiến dù sao cũng là học viện thiên kiêu. Bây giờ, đánh đến loại tình trạng này cũng không phải bọn hắn muốn xem đến. Diệp Thu Bạch nhìn xem một màn này, cảm thấy vi kinh. Giờ phút này, Hoàng Trinh Chiến thực lực đã có thể phinh đẹp càn nguyên cảnh cường giả. Kia cỗ uy áp cảm giác cũng là tăng lên gấp bội, trái lại Hoàng Trinh Chiến. Không ngừng tại thở, liền ngay cả phun ra khí thể bên trong, cũng là hiện lên huyết hồng chi sắc. Cả người, đều bành trướng một vòng. Các vị trí cơ thể, đều là gân xanh phun trào. Nhìn về phía Diệp Thu Bạch, Hoàng Trinh Chiến trầm trầm nói, tiếp xuống, ta sẽ triệt để đưa ngươi đập chết tại quả đấm của ta phía dưới. Vừa nói xong, Hoàng Trinh Chiến thân thể biến trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Diệp Thu Bạch không dám thất lễ, khẽ quát một tiếng, một cỗ màu trắng khí tức quay chung quanh tại Diệp Thu Bạch quanh thân. Đúng là có sinh sôi không ngừng chi ý. Đây là Thái Sơ Kiếm Kinh. Chương 79, Thái Sơ Kiếm Kinh, Bình Sơn Hà. Thái Sơ Kiếm Kinh bên trong, vốn là mang theo sinh sôi không ngừng chi ý. Mà bây giờ, Hoàng Trinh Chiến sử dụng nhiên huyết ma công, thực lực tăng cường mấy lần, nhưng phinh đẹp càn nguyên cảnh. Tuy nói, Diệp Thu Bạch chém giết qua 4 vực võ bảng cường giả, nhưng chung quy là sử dụng ngoại vật. Cùng xuất kỳ bất ý, bây giờ, đến cùng có phải hay không đối thủ, Diệp Thu Bạch cũng không biết. Nhưng là hắn nghĩ thử một lần. Nhìn xem Diệp Thu Bạch trên thân tràn ngập cái này chiến ý, trong mắt càng là vô cùng kiên định. Hoàng Trinh Chiến không khỏi sững sờ. Lập tức một cỗ máu chảy sông lên đầu não, rửa sạch lý trí của hắn, lửa giận ngập trời. Đây cũng là nhiên huyết ma công tác dụng phụ. Một khi bỏ mặc, không có áp chế, người làm phép kia liền sẽ bị kia cỗ sát ý ngút trời xâm chiếm linh hồn, trở thành sẽ chỉ giết chóc máy móc. Có thể nói, Hoàng Trinh Chiến vì đem Diệp Thu Bạch chém giết ở đây, đã không tiếc đại giới. Dù sao, bực này thiên phú thực sự quá mức kinh khủng. Nếu như không đem bóp chết tại cái nôi bên trong, Lạc Nhật Vương Triều sẽ lâm vào hủy diệt bên trong. Đến tận đây, Hoàng Trinh Chiến không dám có bất kỳ giữ lại, thậm chí không tiếc để cho mình đạo cơ nhận tổn thương. Giờ phút này, Hoàng Trinh Chiến lấn người mà gần, kia gân xanh bạo dũng nắm đấm đột nhiên rơi đập. Diệp Thu Bạch không lùi không tránh, nhấc kiếm chém tới. Kiếm kia bên trên hắc sắc ma khí tại lúc này đã hoàn toàn biến mất, ngược lại chi chính là một cỗ sinh sôi không ngừng chi khí. Thái Sơ Kiếm Kinh ở thể nội điên cuồng vận chuyển. Nhìn xem Diệp Thu Bạch chuẩn bị chính diện đón lấy một kích này, Yến Vân Đài hạ người đều là một trận kinh ngạc. Kiếm quyền chạm nhau, Diệp Thu Bạch cũng không có như đám người tưởng tượng như thế kiếm hủy nhân vong. Kiếm kia bên trên sinh sôi không ngừng chi ý tựa như hóa thành kiếm võng, đem Hoàng Trinh Chiến nắm đấm tầng tầng bao lồng.
để không cách nào đột phá. Thấy thế, Hoàng Trinh Chiến cũng là hơi chậm lại. Diệp Thu Bạch đúng là có thể tiếp được một quyền này của hắn. Phải biết, sử dụng nhiên huyết ma công Hoàng Trinh Chiến thế nhưng là đã có càn nguyên cảnh thực lực. Ngay sau đó, Hoàng Trinh Chiến phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Tiếng giống giận dữ đúng là hóa thành thực chất, hình thành huyết sắc sóng âm, hướng phía Diệp Thu Bạch quét sạch mà đi. Diệp Thu Bạch bước nhanh lui lại, một kiếm chém ra. Bình Sơn Hà, đây là Thái Sơ kiếm kinh bên trong chỗ ghi lại kiếm kỹ. Cũng là bây giờ Diệp Thu Bạch duy nhất có thể thi triển ra kiếm kỹ. Kiếm ý gào thét, kiếm khí tung hoành. Đạo kiếm mang kia, mang theo bình định Sơn Hà chi uy, thẳng tắp chém về phía cái kia đạo huyết sắc sóng âm. Cờ rắc, chỉ là trong nháy mắt, huyết sắc sóng âm đúng là trực tiếp vỡ nát. Kiếm mang không ngừng, tiếp theo chém về phía Hoàng Trinh Chiến. Thấy thế, Hoàng Trinh Chiến một tiếng gầm thét, bước chân hung hăng đạp ở trên mặt đất. Yến Vân Đài ở thời điểm này đúng là phát ra một trận run rẩy dữ dội. Nếu như chỉ là phổ thông luận võ đài, chỉ sợ tại thời khắc này, liền sẽ ầm vang sụp đổ. Chợt, Hoàng Trinh Chiến thân thể giống như đạn pháo, hướng phía đạo kiếm mang kia chính diện nghênh đón. Bây giờ sử dụng nhiên huyết ma công hắn, đã sớm không có lý trí. Có chỉ là, nhất định phải xé nát địch nhân trước mắt. Ăn thịt, uống máu. Kiếm mang càng thêm tiếp cận, Hoàng Trinh Chiến trên nắm tay tại thời khắc này cũng là bị đạo đạo huyết mang bao trùm, như là bị huyết sắc tơ nhện quấn quanh. Giống. Một tiếng đến gần vô hạn như dã thú gầm thét từ Hoàng Trinh Chiến trong miệng hô lên. Một quyền ném ra. Như là cuồng hoang mãng thú, trùng điệp đập vào kiếm mang phía trên. Kiếm mang tại thời khắc này, run rẩy kịch liệt khẽ đảo. Thế nhưng là, Hoàng Trinh Chiến lại là cánh tay bị vô tận kiếm ý bao phủ. Kiếm ý kia tựa như từng chuôi trường kiếm sắc bén, chạm tại Hoàng Trinh Chiến trên cánh tay. Phốc thử, từng đạo máu tươi, không ngừng tuôn ra. Hoàng Trinh Chiến rên lên một tiếng, lùi ra ngoài. Nhưng lúc này, Diệp Thu Bạch đã biến mất ngay tại chỗ bên trong. Hóa thành một sợi kiếm quang, hướng phía rút lui Hoàng Trinh Chiến đuổi theo, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Yến Vân Đài, quyết sinh tử. Đối mặt một cái cửu nhân, Diệp Thu Bạch như thế nào lưu thủ? Tại đối phương suy yếu nhất thời điểm, trực tiếp chảm tính mạng hắn, không lưu hậu hoạn. Đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Về phần cái gì hiệp sĩ phong độ? Muốn đồ chơi kia làm cái gì? Sinh tử thủ oán đã kết, người chết ta vong. Đối mặt loại người này, Diệp Thu Bạch cũng sẽ không như thế như vậy. Hoàng Trinh Chiến giờ phút này cũng nhìn thấy nhanh chóng hướng hắn vọt tới Diệp Thu Bạch. Trong mắt bị máu tươi bao trùm, bây giờ, thất khiếu càng là tại thấm ra máu tươi. Tựa như từ như địa ngục leo ra ác quỷ. Hoàng Trinh Chiến bước chân bước vào trong lòng đất, khiến cho mình rút lui thân hình ngừng lại. Lập tức, song quyền nắm chặt ở cùng nhau, từ bên trên phía dưới, hướng phía Diệp Thu Bạch đập tới. Diệp Thu Bạch thấy thế, hừ lạnh một tiếng, thân hình một trận phiêu hốt, có chút một bên, cặp kia quyền liền rơi đập tại trên mặt đất. Lúc này, Diệp Thu Bạch tìm đúng cơ hội, một kiếm chém ra. Hoàng Trinh Chiến đáp ứng không xuể, nhanh chóng lùi về phía sau, chỉ là vẫn như cũ bị kia sắc bén kiếm ý chặt đứt một cái tay. Cánh tay kia rớt xuống đất. Diệp Thu Bạch nhìn cũng không nhìn, một kiếm chém ra, con kia tay cụt liền bị xoắn thành bột mịn. Lập tức, hắc ám ma khí bao trùm, Diệp Thu Bạch khẽ quát một tiếng, "Ma Lâm, thứ thất kiếm." Bao trùm ma khí kiếm ý chảm kích, ầm vang chém ra. Thời khắc này Hoàng Trinh Chiến đã không cách nào đánh trả. Nhiên huyết ma công tác dụng phụ đã bắt đầu hiển hiện. Hiển nhiên, lấy hắn thực lực hôm nay còn chưa đủ lấy khống chế quá lâu. Mới, cũng bị Diệp Thu Bạch trọng thương. Hắn hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo chảm kích rơi vào trên thân thể của hắn. Thời khắc này Hoàng Trinh Chiến đã từ khát máu trạng thái khôi phục lại, nhìn thấy đến gần vô hạn mình chảm kích. Lộ ra mấy phần vẻ cười khổ. Hắn thực sự không nghĩ tới. Mình sẽ ở Diệp Thu Bạch trên tay bại chật vật như thế. Cũng không nghĩ tới Hoàng Thiên Minh vì sao muốn đi cho Lạc Nhật Vương Triều, trêu chọc một cái như thế hậu hoạn vô tận người, hơn nữa còn không có kịp thời đem hắn diệt trừ. Bất quá nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, Hoàng Trinh Chiến đã nhận mệnh, nhắm hai mắt lại. Diệp Thu Bạch cũng ngừng lại, nhàn nhạt nhìn xem một màn này. Phía dưới người nhìn xem một màn này, cũng là cực kỳ kinh ngạc. Hoàng Trinh Chiến vậy mà không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, sau này trên bảng Hoàng Trinh Chiến danh tự muốn bị khứ trừ. Khí hải cảnh chiến càn nguyên cảnh, còn đem chém giết, kẻ này thiên phú không tầm thường. Thế nhưng là, mọi người ở đây thảo luận thời điểm. Một thân ảnh cưỡng ép đánh xuyên qua Yến Vân Đài bên trên kết giới, đi tới Hoàng Trinh Chiến trước người. Lập tức một chỉ nhô ra. Màu đen chảm kích tại thời khắc này trực tiếp vỡ nát. Tiêu tán tại giữa thiên địa. Diệp Thu Bạch con ngươi hơi co lại. Đám người thấy thế, cũng là sững sờ. Là chấp pháp đường đường chủ. Nghe nói Hoàng Trinh Chiến chính là chấp pháp đường đường chủ đồ đệ. Hoàng Trinh Chiến cũng là hơi kinh ngạc, lập tức yếu ớt nói, đa tạ sư tôn.
Chấp pháp đường đường chủ thấy thế, khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Diệp Thu Bạch, nói, liền đến này là ngừng a. Diệp Thu Bạch khẽ nhíu mày, không sợ chút nào thân phận, âm thanh lạnh lùng nói, Yến Vân Đài quy củ có vẻ như không cho phép người khác nhúng tay a. Chấp pháp đường đường chủ gặp Diệp Thu Bạch phản bác hắn, trong mắt rét lạnh chi ý càng tăng lên, nói, đã đủ rồi, đạo cơ của hắn đã bị tổn thương. Vậy nếu như hắn muốn giết ta, người cũng sẽ xuất thủ cứu giúp, nói đủ rồi. Chấp pháp đường đường chủ tựa hồ bị ma diệt kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, một trường vung ra. Chương 80, ngươi cùng ta Phật hữu duyên. Tại chấp pháp đường đường chủ trong mắt, Diệp Thu Bạch bất quá một giới nam vực phân viện học viên. Lại thiên kiêu lại như thế nào? Hắn cả đời bên trong, thấy qua nhiều ít thiên kiêu vẫn lạc. Huống chi, Hoàng Trinh Chiến chính là đệ tử của hắn, hắn tự nhiên là muốn bao che khuyết điểm. Không có khả năng trơ mắt nhìn hắn chết tại người khác trong tay. Mà chấp pháp đường đường chủ xuất thủ, cũng là làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Yến Vân Đài làm giải quyết cửu hận, nhất quyết sinh tử chi địa, càng là từ chấp pháp đường tự mình giám thị địa phương. Mà xem như chấp pháp đường đường chủ, lại như thế thiên vị, vốn là phạm vào tối kỵ. Diệp Thu Bạch cũng là ánh mắt lạnh lẽo, một kiếm bổ ra. Một kiếm này, trực tiếp sử xuất Bình Sơn Hà. Thái Sơ kiếm kinh toàn lực phóng thích, kiếm ý hoành thiên. Dù sao đối phương thế nhưng là hàng thật giá thật càn nguyên cảnh cường giả. Càng là bốn vực võ bảng bên trên lên bảng người. Diệp Thu Bạch không dám khinh thị. Thế nhưng là, coi như thế, kiếm mang vẫn như cũ bị kia một đạo trưởng ấn đập nát, trực tiếp rơi vào Diệp Thu Bạch trên thân. Phốc thử. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, bay rớt ra ngoài. Hiển nhiên, nếu như không có sử dụng Thanh Vân kiếm, đối chiến bốn vực võ bảng bên trên cường giả, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Chấp pháp đường đường chủ vẫn là đứng hàng bốn vực võ bảng bên trong thứ 21 cường giả. Diệp Thu Bạch mắt lạnh nhìn chấp pháp đường đường chủ, cười lạnh nói, đây chính là chấp pháp đường. Quy củ nghĩ hư thì hư, còn thiết lập cái gì chấp pháp đường. Nghe vậy, mọi người đều là hít một hơi lãnh khí. Tuy nói không phục, nhưng là đối mặt dạng này một cái quyền thế ngập trời chấp pháp đường đường chủ, hơn nữa còn là bốn vực võ bảng cường giả, đều sẽ lựa chọn nghẹn hạ khẩu khí này. Thế nhưng là Diệp Thu Bạch lại không chút nào nỗi lo về sau. Muốn nói cái gì, liền nói. Chấp pháp đường đường chủ nghe, nhíu nhíu mày, lại là một trưởng vỗ ra. Tuy nói ở chỗ này đánh giết Diệp Thu Bạch sẽ đối với danh dự có chút không tốt. Nhưng là, qua một đoạn thời gian cũng liền không sao. Dù sao thế giới này, cường giả vi tôn, quy củ. Vậy cũng là từ cường giả sáng lập. Cũng là từ cường giả đến đánh vỡ. Diệp Thu Bạch thấy thế, ánh mắt hung ác, liền muốn phải tiếp tục rút ra Thanh Vân kiếm. Cũng liền tại lúc này, một đạo kiếm quang từ phía trên mà tới. Đi tới Diệp Thu Bạch trước người. Lập tức, một chỉ nhô ra. Chỉ kình hóa kiếm khí. Trực tiếp đem cái kia đạo trưởng ấn đánh nát. Chấp pháp đường đường chủ nhìn về phía Diệp Thu Bạch trước người người. Ánh mắt ngưng tụ. Kiếm chiêu miệng càng là kinh hỉ nói. Sư tôn. Người tới chính là Bắc Vực kiếm thứ nhất tu. Bắc Vực Tàng Đạo Thư Viện Thái Thượng Trưởng Lão. Định Hải Thần Châm. Đồng dạng, cũng là bốn vực võ bảng xếp hạng thứ 6 Vân Cảnh. Chính là một vị kiếm tông. Bây giờ Diệp Thu Bạch chính là đại kiếm sư. Tại đại kiếm sư phía trên, chính là kiếm tông. Kiếm tông phía trên, phương làm kiếm thánh. Vân cảnh, ngươi không tại Bắc Vực tọa trấn thư viện, đến Trung Vực làm cái gì? Chấp pháp đường đường chủ hai mắt nhắm lại, trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Vân cảnh mặt không biểu tình, nhìn xem chấp pháp đường đường chủ, âm thanh lạnh lùng nói. Chu Thế Trung, xem ra tính cách của ngươi vẫn là biến không được a, cuồng ngạo như vậy, sớm muộn cũng sẽ cho tàng đạo thư viện dẫn tới mầm tai họa. Chu Thế Trung cười lạnh nói, làm sao? Ngươi nghĩ ra mặt bảo đảm hắn? Hắn phạm vào tội gì? Vân cảnh hỏi lại, Yến Vân Đài bên trên quy củ chính là các ngươi chấp pháp đường sở định, bây giờ lại muốn tự tay đánh vỡ. Chu Thế Trung a, Chu Thế Trung, ngươi cũng không sợ ta tàng đạo thư viện, một thế thanh danh bị ngoại nhân xua đuổi như rác a? Vân cảnh, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Chu Thế Trung sắc mặt cực kỳ khó coi, thế nhưng lại không biện pháp gì. Dù sao Vân cảnh thực lực viễn siêu với hắn. Địa vị cũng xa xa không phải hắn một cái chấp pháp đường đường chủ có thể so sánh. Vân cảnh quay đầu nhìn về phía Diệp Thu Bạch, nói, ngươi muốn làm gì, ngươi cứ làm. Kiếm tu kiếm, không thể uốn cong, kiếm tu tâm, không thể ngăn cản. Diệp Thu Bạch thiên phú, Vân cảnh để ở trong mắt. Theo Vân cảnh, hắn là có cơ hội thành tựu kiếm thánh. Phải biết, ở giữa phiến thiên địa này, đã có mấy vạn năm chưa từng sinh ra kiếm thánh. Hắn muốn chứng kiến lấy kiếm thánh sinh ra. Diệp Thu Bạch nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hoàng Trinh Chiến, lập tức rút ra ám ma kiếm, từng bước hướng hắn đi đến. Mỗi một bước, kiếm y uy thế sẽ theo bộ pháp, không ngừng cất cao. Khí thế, cũng tại thời khắc này càng ngày càng mạnh. Hoàng Trinh Chiến nhìn xem một màn này, biết, Diệp Thu Bạch chắc chắn đến giết mình.
không khỏi nhìn về phía trước người Chu Thế Trung. Chu Thế Trung sắc mặt khó coi, nhìn về phía Diệp Thu Bạch, hung ác tiếng nói, ngươi làm thật muốn đem sự tình làm tuyệt a? Nghe vậy, Diệp Thu Bạch không có trả lời, khí tức vẫn tại không ngừng gia tăng mãnh liệt. Thấy thế, Chu Thế Trung đành phải bước ra một bước, chuẩn bị xuất thủ. Thế nhưng là, ngay lúc này, Vân Cảnh cũng tới đến Chu Thế Trung trước người, chỉ hướng mi tâm của hắn. Thời khắc này Vân Cảnh, mặt như hàn băng, thanh âm tựa như cửu u, làm cho lòng người bên trong phát lạnh, e ngại. Nếu như ngươi dám động một chút, Chu Thế Trung, lão hủ không ngại đưa ngươi ngay tại chỗ chém giết, vì Tàng Đạo Thư Viện thanh lý con sâu làm dầu nồi canh. Tàng Đạo Thư Viện vốn là truyền đạo thụ nghiệp làm nhiệm vụ của mình, càng là thiết hạ trùng điệp quy củ. Nếu như Yến Vân Đài quy củ bị tùy ý phá mất, học viên chẳng lẽ sẽ không chất vấn học viện? Một khi một cái học viện không bị học viên của mình tín nhiệm, cái kia còn làm sao đi truyền đạo thiên hạ? Một phòng không quét, làm sao lấy quét thiên hạ? Chu Thế Trung cách làm, không thể nghi ngờ là xúc động Vân Cảnh ranh giới cuối cùng. Cảm nhận được Vân Cảnh ánh mắt bên trong sát ý, Chu Thế Trung tin tưởng, mình chỉ cần cảm động, trước mắt cái này kiếm tông sẽ không chút do dự đem nó chém giết. Thế là, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thu Bạch, từng bước đi hướng Hoàng Trinh Chiến. Thời khắc này Hoàng Trinh Chiến, bởi vì nhiên huyết ma công tác dụng phụ, đã không cách nào động đậy, nhìn xem cầm kiếm đi tới Diệp Thu Bạch, vừa muốn nói gì, nhưng cũng ngậm miệng lại. Hắn hôm nay, biết mình nói cái gì cũng vô dụng, dù sao hai người vốn là mặt đối lập. Song phương vốn là không chết không thôi cục diện, đành phải nhắm hai mắt lại. Diệp Thu Bạch mang theo Thao Thiên kiếm ý, đi tới Hoàng Trinh Chiến trước người, chém xuống một kiếm, không có chút gì do dự, trực tiếp xuyên thủng Hoàng Trinh Chiến mi tâm, khí tức hoàn toàn không có. Hoàng Trinh Chiến, bỏ mình. Chu Thế Trung nhìn xem một màn này, sắc mặt cực kỳ khó coi, hừ lạnh một tiếng, bay thẳng thân rời đi. Vân Cảnh thấy thế, cũng là đưa tay để xuống, nhìn về phía Diệp Thu Bạch, nói, hảo hảo tu luyện. Nói xong, chừng kiếm chiêu miện một chút. Kiếm chiêu miện. Hắn biết mình sư tôn ánh mắt là có ý gì. Ngươi xem một chút người ta Diệp Thu Bạch, nhìn lại ngươi. Bất tranh khí ra hỏa. Mà giờ khắc này, giữa không trung bên trong, một người trung niên nam tử bên người, Vân Cảnh xuất hiện. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế xem trọng hắn. Vân Cảnh nhìn xem nam tử trung niên, gật đầu nói, kẻ này là trời sinh kiếm tu, hắn là một cái duy nhất có khả năng bước vào cảnh giới kia người. Huống chi là ta Tàng Đạo Thư Viện người, ta tự nhiên muốn bảo đảm. Bất quá, viện trưởng ngươi vừa rồi đã đến nơi này đi. Vì sao không xuất thủ ngăn lại Diệp Thu Bạch? Nam tử trung niên cười cười, nói, Chu Thế Trung xác thực quá phận, hắn sớm liền không thích hợp làm cái này chấp pháp đường đường chủ. Mà lại, nam tử trung niên càng thêm kiêng kỵ chính là Diệp Thu Bạch người đứng phía sau. Vị kia thần bí sư tôn, có thể dạy dỗ bực này đệ tử, đó là nhân vật nào? Vân Cảnh, nếu không ngươi trở về tổng viện, làm lấy chấp pháp đường đường chủ. Quên đi thôi, ta còn là muốn thanh nhàn một điểm. Ngươi a, cùng lúc đó, Nam vực một tòa núi lớn thôn xóm ở trong. Ninh Trần Tâm đang muốn rời đi cái này thôn làng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái con lửa chọc. Thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, muốn hay không cùng lão nạp đi thanh tâm tự.